Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với 500 Pro Studio trong khuôn khổ giải đấu Dreamhack Malmo 2019. Và hiện tại chúng ta theo dõi thi đấu BO3 diễn ra giữa Fnatic và Astralis. Map thứ 2 rồi, đang là map thứ 2 Nook. Và Piston ra đầu tiên đang diễn ra là khá căng thẳng, khi mà đang là tiếng 3v2 dành cho Astralis. Bom sẽ bị đang tạm thời clear, nhưng bây giờ thì phát xa nhập nhà rất khó chịu, khu cửa nhỏ. Nhưng bây giờ thì chắc chắn sẽ là bom thành công cho Astralis thôi. Bên phía của Fnatic, một đòn đầu họ phải bắt buộc retake khi không có kit và không còn bom mìn nữa, chỉ đó là hàng của USP và giáp bột mà thôi. Sẽ là một round đấu khó khăn để cho Fnatic. Các thành viên của team Astralis đang tỏ ra vượt trội ở khoảng Fnatic. Và vừa rồi là một tiếng búp một quả flash và hai người đồng thời ra double pick, nhưng Klosa vẫn kịp đổi tuổi cho một mình một mạng của Magic Boy. Trở lại một mình Brolin thôi, hơi khó khăn rồi, thời gian đang không ủng hộ Brolin. Và các thành viên của team Astralis đang trốn rất kỹ. Bây giờ Brolin bắt được zip pick rồi, bom đặt là đẹp, cố gắng nhặt kit đi từ Brolin. Và giờ thì sao đây, có thêm sơ bốc dành cho Brolin, gỡ lòm luôn chăng. Và bây giờ là một chút gỡ bom đến Brolin, spam trượt trượt chém dao. Vâng, và giờ thì chém dao vẫn trượt đến từ vị trí của Dupri. Brolin một chấm máu mà thôi, nhưng không hiểu tại sao Dupri vừa rồi chém không trúng một hit nào cả, rất bất ngờ. Đặc biệt là đến lúc bắn cũng không trúng anh ạ, em thấy là cứ bắn hai bên trái phải nhưng không bắn vào giữa cho. Vừa rồi thì có vẻ như Dupri đã hoảng thật sự, bắn mãi không thấy địch chết. Đây là một tiếng mà Brolin đã gỡ bom khá là khéo léo, anh gỡ ở phía sau lưng của quả smoke. Và điều đó làm cho Dupri bị nhầm hướng. Dupri nghĩ rằng là Brolin, Golden sẽ lại gỡ bom ở giữa quả smoke cơ. Và đó là một phán đoán sai lầm. Vâng, và bây giờ thì Astralis có cho mình quyết định full buy với 3 khẩu SG-53 và 1 khẩu AK rồi. Lượng tiền của Astralis với việc đặt được C4 và giết tới 4 người, 5 người của đối phương, cộng với tình huống chim nữa thì đang thực sự nhiều. Và phần đó thậm chí nó lấn át hơn so với Fnatic rồi. Tuy nhiên thì nên nhớ rằng thì Zipback đang chỉ có trên tay của Deagle không giáp mà thôi. Anh ấy đã drop xuống cho đồng đội. Và liệu rằng bên phía của Astralis họ có giành được chiến thắng trong quyết định Fog 3 này không đây? Bây giờ thì bắt đầu ném một quả smoke che cửa mini. Ở đây có vẻ như là vào đầu mà cách biệt Astralis đang một cương hay lo. Đấu súng rồi, một mạng cho Zephlyu. Tiếp tục vẫn đang là những tiếng cố bắn của Bursa. Và giờ thì Zephlyu có triple kill. Cái gì đang xảy ra đây? Các thành viên bên phía Astralis đang bị counter hoàn toàn ở A-Long. Còn ở Ram thì sao? Zipback đi qua smoke bằng bắt lời Golden. Và cuối cùng thì Golden hoa vùng đi vài đem về nào thắng thứ hai cho cách biệt của Fnatic. Một sự khởi đầu khá là tốt. Và liệu cách biệt bên phía của team Astralis có gục ngã trận đấu này hay không? Họ đang có sự khởi đầu không tốt một chút nào cả, sau khi để cho Golden đúng class 1v2. Line up trở lại này của bên phía Fnatic đang thi đấu có thể nói là khá bay. Tất cả các player đều thi đấu tốt với đúng phong độ của mình, thậm chí còn cao hơn so với cả phong độ hiện tại. Một tiếng class rất xuất sắc đến từ Golden. Vâng, và giờ thì sau một round đấu Fog bài thua thì Astralis eco trắng hoàn toàn. Và lối đi nào cho đây? Giao long bắn nhau chỉ với những khẩu Glock. Ngay từ cái Zipback bị trừ 99 rồi, có phải như vừa ăn một viên đạn gì đó vào mồm, có vẻ như sẽ là một viên AUG của M4 mà thôi. Flaxa tiếp tục nhấp nhà lấy được khá lượng info ở đây, biết rằng đối phương đông A-Long rồi và họ sẽ để cả dẫn đường cho Flaxa kê lại khu vực này. Quá khó cho Astralis rồi, nếu như không muốn nói thẳng ra là không có cửa luôn. Trong cái đó thì Glevo này thì vẫn chưa đồng chí. Bây giờ thì Glevo bắn yếu lúc Flaxa rồi, ai sẽ chiến thắng đây? Flaxa là rất quái, bắn trước đến từ Flaxa thì Glevo vẫn còn máu và quả nết là tốt đến từ Brolin. Bây giờ thì Zephlyu tiếp tục bắn vào mặt Divine, tiếp tục bắn yếu luôn Magis Boy, headshot được Magis Boy rồi. Cuối cùng chưa có mạng thứ ba và Brolin mới là người hạ gục được Dupri. Sẽ là một đúng đổi sang cầu SG553 rồi, chắc chắn là như vậy. Zephlyu cần nhặt súng cho Flaxa. Bây giờ thì Zip với 1 HP đang có một tiếng di chuyển bằng niềm tin. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến nghĩa địa vui. Vâng, vẫn đang rất cố gắng lên từ Zipback trong tình huống xử lý vừa rồi. Và tỷ số bây giờ là 3-0 dành cho Fnatic. Wow, đi xem xét sướng nhỉ? Uống bia anh ạ. Ừ, làm cái bàn bia ngồi xem. Xong lại còn là mấy ông đấy fan của Fnatic. Fnatic đang thắng càng sướng anh. Đúng rồi, thế này thì còn gì bằng nữa. Vào làm khoảng đôi ba két bia ngồi xem xét gâu thì tuyệt vời em ạ. Vâng, và bây giờ thì Astralis một round thi đấu full bài tiếp theo với cực kỳ nhiều khẩu SG-53. Có tới 4 khẩu SG-53 cho bên phía của Astralis rồi. Và liệu rằng với quyết định up như thế này thì Astralis có ra được chiến thắng hay không đây? Vị chuyển rất đông người cùng lobby và chỉ để lại một mình Dupri kê của A-Long thôi. Chính xác hơn thì có cả Glevo nữa. Zipback đang có một tiếng phá cửa rồi và kê lại. Tuy nhiên thì Fnatic mình nghĩ rằng sẽ không tò mò mà ngó ra check đâu. Tham vẫn còn đó là 1 phút 30 giây. Chưa có quá nhiều những diễn biến ra thi đấu này khi hai team vẫn đang giữ rất tốt lượng bom trên người. Thậm chí rằng cũng chưa có một phát súng nào nổ luôn.
có vẻ như đây sẽ là một round thi đấu mà diễn biến là cực kỳ chậm rãi đến từ cái team mà thôi. Magic Boy bắt đầu tình huống trả nết giả của Gram đến từ bên phía Fnatic rồi, nhưng quả nết đó không gây ra bất cứ một lượng sát thương nào. Bắt đầu lửa Secret đến từ các viên team Achalit, bắt đầu có thêm cả những cái quả smoke elon được trả ra nữa, có vẻ như đây sẽ làm điều muốn tràn xuống Secret đến từ Achalit mà thôi. Đây sẽ là một tình huống mà cách biệt là Achalit họ chỉ có di chuyển hai người ở khu vực Elong và ba người còn lại là Horam. Golden đẩy ngược lại đúng như dự kiến rồi, và thật Golden, Golden review thì đã nằm và Golden cũng vậy, mất đi hai người nhưng giờ là đúng bắn tốt đến từ Golden, vẫn còn một ram nữa và bây giờ Prusa bắt được Dupree rồi, rất cố gắng zip nằm xuống và tiếp tục sẽ là một round khó dành cho cách biệt bên phía Achalit. Vừa rồi thì Fnatic bắt bài rất là hay, họ bắn đến hai người Elam. Vâng, Roland Golden đẩy chết nhưng vấn đề là vẫn còn Flusa, sau đó lại thậm chí có thêm một tiếng Malik up bắn rất tốt đến từ Roland. Có thể nói là ngày hôm nay Roland được bắn vào một cái vai trò có thể nói là cực kỳ hay, một vai trò để tỏa sáng. Em nhìn xem, Roland này luôn luôn được bắn ở những vị trí là đổi mạng, được phép bắn nhau đổi mạng mà sẵn sàng chết khi cần thiết. Và quay đó chính là vị trí phù hợp nhất với Prolin từ đến hiện tại rồi. Anh đang có cho mình 7-0-1, cái KDA cực kỳ ấn tượng sau 4 round thi đấu trôi qua. Và Achalit, một round đấu full bài thất bại thì ngay tức lại trở về với cả hát bài lục giáp mà thôi. Lối đi nào cho Achalit đây, một khởi đầu đang khá nát ở map thi đấu đôi lúc này. Một map mà Achalit thi đấu rất xuất sắc. Và giờ thì Smoke cắt long phi dùng Secret, nhưng vừa rồi thì lại là khả năng spam Smoke đến từ bên phía của ZFL. Pelusa, và đó là Pelusa, vẫn là cái tên quen thuộc rồi. Bây giờ chúng ta cũng chờ xem Smoke được ném ra check cực kính, không cho đối phương có thể băng qua được. Và bây giờ thì Golden đang gây áp lực để khiến cho cách biệt bên phía Achalit phải chậm lại. Một mình Golden ở dưới bom say bề. Cách biệt Achalit mặc dù chiếm được khu vực cửa kính nhưng vấn đề là họ vẫn chưa thể di chuyển được vào trong bom. Bây giờ thì Fnatic có bách thêm xuống hay không? Như vậy chỉ để lại một mình Golden ở phía dưới thôi. Smoke bắt đầu tan và Golden sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà vị trí của anh đã không còn là đẹp nữa rồi. Vẫn giữ một đội hình đến 4 bom say à đến từ Fnatic sẽ là rất khó khăn, và Golden sẽ đổi được mấy đây? Tuy nhiên thì bom vẫn chưa được phát hiện. Golden chưa nhìn thấy bom. Và bây giờ thì Golden một mạng cho Golden, ta mình rất chuẩn, bắn yếu thêm một người nữa, solo em luôn. Và Golden nằm xuống với Divine rồi, đẩy xuống rất nhanh. Và đây là một cú bắn low skill đến từ vị trí của Dupree. JW vẫn còn máu, vẫn còn 26 HP cho JW. Và bên phía của cách biệt Achalit có đến 3 thương binh, đang làm chúng đẩy ngược lên rồi. Sẽ có flash ném lên hay không đây? Golden đang đợi chờ một cái điều gì đó. Achalit có hai người đứng ở trong hốc và đây sẽ dùng thí đồng đội. Có vẻ như Dupree sẽ được người đồng đội mình là Zipek thí cho. Và giờ thì Zipek bị a gục và không ai trên cốc này, nhưng có lửa để đem vào, đó là vấn đề. Roland headshot được Dupree và tình huống giờ là 4v2. Có smoke được ném vào để gỡ bom, đó là điều chắc chắn. Thêm một smoke được ném vào nữa, rất nhiều bom. Mở cửa, đóng cửa lại, mở cửa và Divine có được cho mình một mạng. Ngay lập tức anh nằm xuống với Roland, và đó là một cú critic bom chuẩn chỉ đến từ Fnatic. Vừa rồi thì bên phía các thành viên của team Achalit đã có một nhúng thí nhau, nhưng rất đáng tiếc là lại có lửa được ném vào. Quá cẩn thận đến từ các thành viên của Fnatic trong pha thi đấu vừa rồi, và không có cửa cho Achalit luôn. Những tình huống bắn xuyên smoke, những tình huống đục của Flusa đang làm cái thương hiệu. Các bạn thấy rằng vừa rồi Flusa bắn xuyên smoke như kiểu là nhìn không thấy. Có smoke, như kiểu không có smoke anh ạ. Em thấy bắn 2 viên tự nhiên không bắn nữa, sau đó lại bắn thêm 3 viên nữa lại trúng tiếp. Chúng. Mà chúng vẫn trúng cái thằng đấy, không trúng thằng khác. Hơi khó thở đến từ bên phía Achalit rồi. Họ đang bị cái đặc sản của chính mình spam có smoke đến từ bên phía Fnatic. Tỷ số bây giờ đang là 5-0. Một sự khởi đầu rất là tốt của Fnatic ở map thi đấu núc này, khá là bất ngờ. Hôm qua thì đến NIP có thể thắng được Fnatic ở map núc. Ngày hôm nay lại Achalit lại thua thì đúng là thật sự thôi, cũng có gì để nói nữa. Vâng, Fnatic bộ mặt rất khác so với ngày thi đấu hôm qua. Và bây giờ thì Achalit lại làm đầu thì full vạ rồi. Cái bài ném bom nhanh từ Achalit nhưng không phải là phi ra ngay, chỉ là dùng phá cửa và smoke cùng mini thôi. Nhưng vừa rồi Glevo headshot được Flasha rồi. Có vẻ như Glevo đang là phương án nhất để trị lại được Flasha sau quả smoke bên phía Achalit mà thôi. Hai player đều là những con quái vật, nhưng vừa rồi thì JW đã hạ gục được Glevo. Một tiếng đổi mạng là tốt đến từ JW. Cả JW lẫn Flasha đều là những player có tính lối thi đấu rất quái, rất non đến từ Golden trong tiếng vừa rồi. Và ngay lập tức anh đã phải nằm xuống với Magic Boy. Có vẻ như xong tiếng Power Tick thì các anh viên bên phía Achalit sẽ có round thắng đầu tiên bên phía T-Side. 4v2 lợi thế đang là quá nhiều rồi. Một mình Crimson đang quẩy bom xe A, còn JW vừa rồi thì lại bị bắn nhiều. Sẽ làm chúng đập lô hai người trên bom xe A rồi. Các thành viên bên phía Achalit mất quá nhiều những vị trí quan trọng. Và vừa rồi thì JW hạ gục Dupree.
liên tục là những tung đổi vị trí đến từ JW, các bạn thấy rằng từ Aram và giờ thì đang tung móc đến từ Magis Boy. Crimson Red đặt kê rất đẹp và dù vậy là Crimson Red bắt được Magis. Các thành viên bên phía Archelite biết rằng có 2A và họ sẽ di chuyển thật nhanh xuống bóng xe B mà thôi, chắc chắn là như vậy. JW lộ vị trí rồi và sau đó thì đến lượt Crimson Red, nhưng với Fnatic thì họ có bách cay không đây, nhưng JW đang đẩy thẳng về cùng Aram. Crimson Red vẫn đang giữ ở trên tower vào đầu này, đang làm chúng di chuyển rất nhanh đến JW, xuống được bom xe B đến JW rồi. Đây sẽ là một bất ngờ khá lớn của JW. Và cuối cùng thì JW hạ cũng được zip back, trong khi đó thì Divine đào xuống với Crimson. Cái gì đã xảy ra với các thành viên bên phía Archelite đây? 4-2 và để thua đến từ bên phía Archelite, một điều mà trong mơ chúng ta không tưởng tượng ra. Nếu như đây là G2, NIP hay là bất cứ một cái tên nào khác thì chúng ta có thể hiểu được, những đây là Archelite và họ để thua những 4-2. Rất khó tin với Archelite trong những tình huống vừa rồi. Họ biết vị trí của đối phương, sau đó thì họ vẫn để thua. Vừa rồi tôi còn không hiểu là Divine định làm cái gì. Đây là một tướng di chuyển rất khó hiểu của Divine, khi mà cả hai player của team Fnatic đều đã lộ vị trí ở trong bom rồi. Một người nhảy xuống dưới thì chắc chắn là đã bị lộ tiếng, bởi vì Magis móc theo vị trí của JW. Còn player lại thì đứng ở trên hành lang lan can, chắc chắn cũng đã lộ rồi, khi mà đó chính là player bắn chết vị trí của Magis Boy. Vậy tại sao những player bên phía của team Archelite không di chuyển cả hai người xuống B mà lại vẫn có một người fighter? Rất khó hiểu với tình huống 2-4 vừa rồi. 6-0 là cái hiện tại. Và nếu như mà Archelite họ để thua kèo thiếu BO3 này với tỷ số 2-0 thì đó sẽ là một cái kết quả cực kỳ bất ngờ chúng ta trong cái loạt trận tối này. Phát xa đứng trên lửa rồi nhưng chưa gây được ra bất cứ sát thương nào, đã mất đi đến nửa máu, 52 HP còn lại, và lần này thì anh sẽ back về bắn được khu City mà thôi. Đổi vị trí có thể nói là rất nhanh đến Flusha. Từ là một người bán ở mini thì bây giờ Flusha đã về lại khu vực Gara rồi. Trong khi đó thì đã có một sự thay đổi ở Aram, khi mà JW không ngắm off Aelong nữa mà anh đang ngắm Ram để hỗ trợ cho Golden. Có vẻ như cái việc Fnatic đang đoán rằng là đối phương sẽ muốn đánh vào Ram. Tuy nhiên thì Archelite đang di chuyển rất đông người ở Aelong, và đây có vẻ như là một tiếng muốn tăng vào Gara chăng? Flusha đang nhìn thấy cái điều gì đó. Có vẻ như Flusha nhìn thấy điều gì đó rồi. Bây giờ thì Flusha đẩy ngược ra, chúng ta cùng chờ xem. Zip vẫn đang kê lại, timing Flusha là khá ảo. Bây giờ thì Flusha timing rất ảo luôn, đi nối đuôi với các thành viên bên phía của team Archelite nhưng không được. Zip đang ngồi lại, một điều bất ngờ đến từ Zip. Nhưng bây giờ thì JW vẫn đang có góc kèo đẹp, bom lại cầm ngược lên bom xe A. Crimson Z có vẻ như nghe thấy điều đó rồi. Bây giờ thì Crimson Z, vâng, một mạng mà thôi, bom xe A đã thủng. Có vẻ như đây sẽ là hướng đầu tiên để cho các anh viên team Archelite. Hai team đang bắn với nhau thì nói là cực kỳ ảo diệu. Flusha thì di chuyển ngay sau lưng đội hình của các thành viên bên phía Archelite, nhưng Zip thì đang lùi về thì bất ngờ tiếng ngồi lại kề, và điều đó đã khiến cho tiếng đẩy của Flusha trở nên là vô tác dụng. 2-4 rồi, và lần này có vẻ như sẽ không còn tình huống mà để thua nữa đến từ Archelite đầu. Họ đang kề lại là rất chắc chắn trong cục bom CA. Fnatic thì bộ đôi Golden và JW cũng đang có quyết định đi xếp súng rồi, có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi đến video tiếp theo thôi. Trong khoảng gian này mình tìm hiểu nguyên nhân mic U là bởi vì điều hòa, hiểu không? Điều hòa nó đang kêu khá là to, nó sẽ bị ù bởi vì cái mic này bắt âm quá là tốt, anh em thông cảm. Nếu mà mình kéo mic xuống thấp ấy, nó sẽ bị vấn đề là nhỏ. Kéo lên cao thì nó sẽ bắt âm quá tốt thì nó sẽ ù. Cái đấy thì anh em phải chấp nhận thôi, rất là sorry. Nhà nghèo mà. Cái phòng stream này nó có đạt tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ISO 2009 chứ không phải là 9002. Ok ạ. Tiêu chuẩn ngược, đem ra là nó hơi bị ấy một tí. Thôi có là tốt lắm rồi. Vâng, và bây giờ thì Fnatic họ vẫn full bài đầy đủ được trong trận đấu này. Nhưng đây sẽ là lần full bài cuối cùng. Và bây giờ thì Flash hiện ra là những người của đối phương rồi. Tuy nhiên thì chưa có được những tình huống bắn tốt, lập tức phải đổi vị trí thôi. JW đang có màn cover ở đây, và bên phía của Archelite thì họ vẫn đang rất bình tĩnh, không vội vàng phiền secret trong tình huống này. Magis Boy đang ở trên nắp mini rồi, và liệu rằng Magis Boy có tạo được đột biến trong pha thi đấu này không đây? Biết rằng có người cục City, tuy nhiên thì chưa nắm rõ được vị trí của đối phương, đặc biệt là JW đang kê góc kê rất đẹp nữa. Các bạn thấy rằng Flusha từ nãy giờ luôn luôn bắn những cái vị trí hy sinh, đó đều là những cái góc đứng bắn cho timing. Chuyển timing sai cái là chết ngay. Và cái góc đó là một cái góc mà Flusha sẽ chỉ có một cơ hội lách ra và bắn phải chết đối phương luôn. Nếu không là sẽ bị đối phương bắn vào mặt. Cần những player có khả năng đặt tâm cực kỳ tốt. Một góc hút đạn dành cho JW. Và với việc Flusha đứng một góc đứng đẹp như vậy thì JW sẽ có khả năng bắn thoải mái hơn rất rất nhiều. Và bây giờ thì khu vực A-Long vẫn đang được control. Những thành viên bên phía của team Archelite quay về đánh Ram. Và Golden Unflash là khá trắng, đang lùi về rất nhanh từ Golden.
Lusa không thể backup được cho người đồng đội khi mà những quả bom lửa ném ra là khá tốt. Tuy nhiên Golden đã đẩy được vào và giờ thì Golden một mạng rồi, không có mạng thứ hai dành cho Golden trong tình huống đánh ram này. Trong đó Golden cũng nằm xuống với Zipex trong tình huống đẩy lobby không thành công. Bây giờ thì Magis có mạng của JW, điểm yếu của các thành viên Fnatic đã lộ ra rồi. Hai vết 4 như lần này thì có lẽ là không còn cửa nữa. Làm sao có thể retake được cục bom sai B này đây? Rất khó khăn dành cho cả GreenZ lẫn Fusa khi mà hai player này không hề có kit. Vẫn đang là những cố gắng vô vọng đến từ GreenZ. Và nếu để thua round này không xếp được súng thì khả năng cao Fnatic sẽ phải eco. Nhưng nếu xếp hai khẩu M4 này thì Fnatic vẫn đủ tiền để buy round tiếp theo. JW vẫn còn đến 5.700. Nhưng timing của GreenZ là sai đúng đây. GreenZ có vẻ như biết điều gì đó rồi. Rồi GreenZ không được rồi. Evive vừa rồi đã nhìn thấy cánh tay của GreenZ trước. Và chỉ còn lại một mình Flusa là xếp được súng thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng Fnatic vẫn sẽ bài cố. Với việc là JW vẫn muộn lên cho mình khó. Có thể sẽ có những khẩu Mark 7. Khu vực bom xe A là một khu vực bắn Mark 7 khá là thích. Vâng, và chúng ta cùng chờ đợi xem là quyết định của Fnatic trong round thi đấu này sẽ là gì đây. Bài cố hay là thi đấu một cách an toàn. Bên phía của Charlie thì có vẻ như là họ bắt đầu trở lại là chính mình rồi. Sau một cái tình huống thua 4-2 thì ngay tức họ có những cái câu trả lời cho bên phía của Fnatic. Và đúng là quyết định fork buy luôn từ Fnatic rồi. Những lựa chọn gọi là những khẩu XM014 MB9 M4 được drop cho Golden. Và bây giờ thì Phi được hai người dùng ven đến từ Charlie rồi. Phi rất nhanh và GreenZ có vẻ như cũng đã biết điều đó. Các bạn thấy rằng một bài Phi vào ven của Achilles có thể nói là khá hoàn hảo. Giờ thì sao đây, nhảy vào lửa luôn đến từ GreenZ, bắn rất cục súc. Những thành viên của team Achilles có nghe thấy hay không? Phải đuổi theo và giờ thì có đấu súng ở khu vực A-Ram. Zip là người hạ gục được Brolin, mặc dù Brolin đã headshot được đối phương trước. Những khẩu XM không phải là một khẩu súng bắn quá dễ dàng và giờ thì bắn lỗi skill. Nhưng GreenZ vẫn đổi cho mình một mạng của Dupri. Magis Boy đang bị hấp diêm tập thể, một mạng đến từ Magis Boy, hai mạng dành cho Magis Boy nhưng nằm xuống với JW và có vẻ như là muốn gỡ bom luôn. JW gỡ bom luôn nhưng không được, cái góc gỡ bom này là quá khó. Đây là một đường thẳng và cuối cùng thì JW đã bị hạ gục rồi. Một pha đánh bài có thể nói là rất hoàn hảo đến từ cái việc team Achilles. Hai player phi dùng ven luôn và sau đó đập bom ngay từ đầu, khiến cho các thành viên của team Achilles phải trở thành người vội vàng hơn. Ngay từ đầu round thì bom đã được đặt rồi. Vâng, và một round thì đấu fork bài thất bại toàn tập đến từ Fnatic. Round đầu sau thì chắc chắn sẽ là một định eco mà thôi. Achilles, con đường comeback của họ đã mở ra rồi. Và chúng ta nên nhớ rằng là thậm chí bây giờ Achilles vẫn đang thi đấu một cái tí sai. Việc bám đổi tỷ số bên phía CT này thì sang được thu tháp, Achilles sẽ thi đấu thoải mái hơn là rất nhiều. Bây giờ Fnatic đã bắt đầu lộ ra những điểm yếu của mình. JW cầm rút đứng mini 2 HP. Đấu súng ở A-Long và Divine headshot được Flusa rồi. Chúng ta tâm có thể nói là Divine đã biết Flusa ở đâu. Thêm một mạng nữa dành cho Divine. Thì đến giờ là 5-3. JW vẫn cầm một khẩu rớt. Không hiểu ý đồ JW gì đây. Giật bạn... điện tôi không sao. Còn có hai máu mà. Thì cũng chỉ một hit thôi em ơi. Vâng, và vừa rồi thì Divine kết thúc nốt mạng Golden rồi. Ai thì sẽ là ngăn được mạng GreenZ và JW đây. Vẫn cố gắng bò trườn rồi và Magis Boy bắt được GreenZ rồi. JW hết rút rớt ra lại rút lục nhưng cuối cùng thì cũng bị đục chết bởi Dupri. Không kịp pop cò luôn đến từ JW trong round thi đấu vừa rồi. Và Achilles lại thêm một round thi đấu nữa dành cho họ bên phía T-side rồi. Thu hẹp khoảng cách xuống, bây giờ chỉ còn là 2 round thi đấu mà thôi. 4-6 tỷ số hiện tại. Đây sẽ là một round full buy dành cho thành viên bên phía của Fnatic. 2 AUG kèm theo đó là 3 khẩu M4. Còn với Achilles có vẻ như ta muốn rớt một Ludo nhanh rồi. Rất nhiều flash và smoke ném ra nhưng lại chạy ra. Một pha fake rất khó chịu và bây giờ một mạng đến từ Golden. Lửa được trả ra không nhiều đối phương phi xuống ram nhanh. Các thành viên bên phía Achilles đang bị kẹt lại ở vị trí này. Và bây giờ thì có đâu súng rồi. Góc kề là quá dị đến từ Flusa. Góc đứng có thể nói là không có trong sách giáo khoa. Vâng, cuốn sách giáo khoa của Achilles ghi rất nhiều thứ. Nhưng cái góc đứng vừa rồi lại khẳng định với em là không có sách giáo khoa đâu. Đây là một vị trí mới và chắc chắn sau cái giải đấu này cái việc về phía Achilles họ sẽ điền thêm một cái quyển sách của mình. 5-3 rồi, một pha sủi rất nhanh từ Golden. Một tiếng fake bomb sai A cực kỳ khéo của Achilles. Nhưng bây giờ thì họ chỉ còn lại có 3 player mà thôi. Và có vẻ như sau 4 round thắng thông thì Fnatic họ cũng đã chặn được chuỗi thắng của Achilles rồi. Cả 3 player cục lobby luôn. Muốn đi vào từ cục cửa vàng trăng hơi khó khi vẫn có đó là GreenZ kê sau quả smoke này. Tuy nhiên GreenZ đang ngó cả khu vực A-Long lẫn cái khu vực cửa vàng. Hơi khó khăn cho GreenZ một chút là mình nghĩ rằng nên có đồng đội backup vị trí GreenZ là hơn.
Bây giờ QueenVet đang chọn cho mình góc cường skill. Các thành viên bên phía của team Athlete không còn flat. Như vậy là Claymore Edson QueenVet rồi. Quinn sẽ là người solo bom xe A. Và đây là một player có các skill khá là to, đang di chuyển ra rất đông người ở cửa vàng và có sự backup đến từ đồng đội. Lửa ném vào trong bom rất khó chịu, nhưng Brolin vẫn có góc kê khá đẹp. Và bây giờ Brolin kê trái hay phải đây, thêm lửa để ném ra. Brolin vẫn đang vân vân giữa hai hướng. Và giờ Brolin có một mạng rồi, đang đặt bom. Brolin như vậy là rơi vi hoàng cùng cây bò. Và cuối cùng thì Zip cũng nằm xuống với giây W. Và tỷ số là 7-4 dành cho các điểm team Fnatic. Những tình huống quẩy trong bom xe là rất dẻo đến từ cái tên Brolin. Anh đã câu kéo đủ lượng thời gian để đồng đội có thể về hỗ trợ được và đổi mạng. Các bạn thấy rằng đây là một round thắng của các thành viên Fnatic. Đây là một round đấu mà họ đã sử dụng rất là tốt cái kỹ năng cá nhân. Đầu tiên là tiếng bắn của Golden và một tiếng sủi cực kỳ nhanh. Tiếp đến lại là một pha đứng một cái góc có thể nói là siêu dị đến từ Flusa, đã giúp cho họ có lợi thế 5-3 từ khá sớm. Round đấu này, vâng, các thành viên, đây là một tiếng rớt blue lò thật đến các thành viên bên phía Gatlin. Nhưng QueenVet hạ gục được Zipback rồi. QueenVet đã lộ vị trí, bị đục là khá đau. Tiếp theo thì Flusa nằm xuống và rồi thì QueenVet cũng vậy luôn. Một pha rất nhanh và Golden bị hạ gục. Vâng, rất cố gắng. Zepnew làm đôi và bây giờ thì hai player còn sống, Gatlin cũng đang yếu máu. Quả nét chẳng ra lấy mạng của Magic Boy, nhưng quá may mắn cho Gatlin khi Dupree kịp thời đổi mạng trước khi Zepnew sẽ có một cú clutch. Cái gì mà xảy ra vậy? Các bạn thấy rằng hai player bên phía Hoa Charlie đứng ở trên van để cho một thanh niên nhảy bò từ van lên. Không phải bò, nhảy nó phi từ trên dưới van, nó phi thẳng lên là bắn chết cái ra. Và mỗi ông đứng một góc. Vừa rồi Zepnew cũng tiếng bắn là bắn 90 độ luôn, bắn một trái và một phải, rất khó chịu. Nhưng mà vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy rằng là Athlete họ rất tinh quái, sau liên tiếp hai round thi đấu fake rớt thì cuối cùng họ fake thật và Fnatic họ cũng phần nào đó bị bất ngờ. Bây giờ thì chỉ là một round thi đấu yếu tiền từ Fnatic mà thôi, có cho mình một vài khẩu CZ và hai khẩu Deagle, hai cái giáp một lượng bom là rất khỏe. Có phải như đây sẽ là một round đấu dễ thở hơn cho Athlete mà thôi? Một round đấu rất là khó khăn dành cho các viên bên phía Fnatic, đặc biệt là khi lượng tiền của Fnatic của Athlete đang là nhiều đến như thế này. Bạn thấy Dupree có đến 11.000 tiền tới điểm hiện tại. Và trận đấu thì chỉ còn lại có 3 round đấu nữa thôi thì mọi thứ sẽ đổi bên cho nhau. Và đây là một tiếng đẩy lobby đến từ Fnatic rồi. Họ biết rằng lobby clear và họ sẽ back đông người xuống B hơn. Còn với các thành viên của team Achilles, những quả smoke cắt đôi A-Long và di chuyển vào gara. Nhưng Flusa lại đứng một cái góc có thể nói là rất kín, không chết kết góc rồi. Các bạn thấy rằng lại là cái tên Flusa lại cho mình những cái góc có thể nói là siêu dị. Thêm một góc mới chuẩn bị được đưa vào sách giáo khoa đến từ Flusa. Không một ai bên phía Achilles check cái góc này cả. Thêm một góc mới rồi. Bây giờ thì sẽ là một tiếng quang móc tower đến các thành viên bên phía Achilles. Flusa nhìn thấy rồi, một góc dị mới, liên tục là những góc không có sách góc qua. Và giờ thì Flusa đang di chuyển, bắn rơi thanh niên cầm bom, trả flash ra, vẫn có người. Và giờ thì Flusa có mạng thứ hai không đây, bắn yếu đi vai. Flusa nằm xuống rồi, nhưng các thành viên Fnatic đang có rất nhiều thông tin. Họ có rất nhiều thông tin và giờ làm chúng đẩy lên. Divine đang kê trước nhưng Divine đổi được mấy đây, lộ tiếng từ Divine. Cần phải di chuyển thật nhanh lên thôi, đang có móc A-Long. Zepnew đang móc và giờ làm từ bắn tốt đến từ Golden. Tiếp tục Divine đổi được 1, Divine đổi được 2. Vâng, rất xuất sắc từ Divine và đó là double kill dành cho Dupree. Vâng, và Lusa lại chọn được cái góc có thể nói là siêu dị nữa. Nhưng những người đồng đội của anh trong một tiếng móc đã không thành công. Hơi đáng tiếc một chút. Ngày hôm nay thì Achalit đã có thêm hai vị trí mới để điền vào cuốn sách giáo khoa mà mình đang viết dở rồi. Một góc kê có thể nói là đến tôi cũng không thể nghĩ được rằng Lusa sao lại chọn cái góc đầu đấy. Cái góc này mà thì phải vào bắn mấy cái thanh Nova Silver thì nó giết ngay cả. Chả có hiệu quả gì cả, là nó chạy thẳng vào A luôn đấy. Vâng, thì góc này bắn với cả Achalit thì đúng là hiệu quả thật. Và vừa rồi thì cũng là một tiếng hết hồn cho Achalit khi nếu như không có màn tỏa sáng từ Ruby và Divine thì có vẻ như sẽ là một đầu thua Eco. Fnatic bây giờ thì họ đã full ba trở lại và cuối cùng thì Zepnew cũng được sờ vào khẩu ọp. Và chúng ta chờ đợi xem nào, liệu rằng Zepnew với kho của mình có đem về round thắng tiếp theo cho Fnatic hay không đây. Kết quả hiện tại thì vẫn đang là một kết quả có lợi cho Achilles. 6 round đấu với T-Side mình nghĩ rằng là đã đủ rồi. Tôi khuyên cáo anh em là cái góc kê vừa rồi Fnatic anh em đừng dùng. Bởi vì cái góc đó nó chỉ dùng được với Achilles thôi, còn dùng các team khác thì nó không có tác dụng gì đâu. Nếu mà anh em dùng với cả những team khác thì chắc chắn anh em sẽ bị vã vào mồm hoặc là nó sẽ chạy thẳng vào nó bắn chết hết đồng đội đấy. Chúng ta cần phải thật sự cẩn thận. Bây giờ thì sao đây? Lusa tiếp tục có những tiếng lần smoke, nhưng lần này thì đối đầu anh lại là Claymore.
Green Z đang kê sau quả smoke này. Claymore muốn làm điều gì đó chăng? Quả smoke sắp tan, sẽ là một tiếng đối đầu 1v1 sau quả smoke. Đây rồi, đi qua smoke của chúng tôi này. Đổi mạng là tốt đến từ Zipex. Rồi thì sao đây, Roland có một. Vâng, Roland không thể có double kill nhưng Flusa lại Agung Divide. Bắn là tốt đến từ JW, trở lại một double cầm bom nhảy thẳng xuống cung bom sai B rồi. Thành viên của team Fnatic chưa biết điều này. Bom sẽ là thành công thôi. Và giờ thì Fnatic sẽ quăng đi tech bom cho tình huống xử lý 2v1. Có kit đến từ Golden và thậm chí là JW vẫn còn quả smoke có thể làm được dành cho các anh viên bên phía của team Fnatic. Nhưng vấn đề là họ sẽ không đoán được vị trí đứng của Dupree. Có quá nhiều góc phải check ở cục bom sai B khi đây là một quả bom cực kỳ đẹp. Một pha lần có thể nói là cực kỳ nhanh của Dupree. Vừa rồi thì Golden còn rất khéo léo trong tình huống di chuyển xuống. Thời gian đang không ủng hộ Fnatic trong round đấu này. Và bây giờ thì bộ đội của Fnatic sẽ di chuyển retake như thế nào đây? Vẫn còn smoke và kit nữa. Bây giờ thì Dupree không được rồi. Bắn đầu tiên chưa xong thì muốn quay ra vả vào mặt người còn lại, nhưng đó là thì bắn tốt hơn đến từ Golden. Đây là một pha xử lý không tốt đến từ Dupree. Bởi vì vừa rồi Dupree chuyển trời đến trên gỡ bom, tao ra bắn là được. Thằng mình rất là cận kề. Em thấy không? Chuyển gỡ bom ra bắn người đặt bom là được. Fnatic có quá nhiều góc phải check. Nhưng vừa rồi thì không hiểu tại sao Dupree lại lao ra khi đối phương còn thậm chí chưa đặt kit. Đối phương hai player Fnatic còn đang trong giai đoạn đi tìm quả bom, đi chưa biết có bom đâu, định vào để tìm quả bom. Không ai đoán rằng vị trí Dupree đứng ở đâu cả. Nhưng Dupree vừa rồi hơi vội vàng. 8-6 dành cho Fnatic và đây sẽ là round full bài cuối cùng của cái team. Chúng ta cũng chờ xem. JW vâng, kề trực diện vào cửa. Nào xem thằng nào dám mở cửa nào. Cái chỗ này người ta gọi là bom xe A, bây giờ người ta gọi là không có cửa. Em hiểu không? mở cửa, mở xem để xem có cửa hay không. Mở thử xem, bắn phát chết ngay. Một tình huống là không có cửa để vào bom xe A luôn. Golden bắn yếu rồi, nhưng Roland lại là người cover tốt. Các bạn thấy rằng ở những tiêu đấu skill trực diện thì Roland đến 90% là Roland luôn luôn là người chiến thắng. 4v5, Atalit sẽ gặp bất lợi vào đấu này. Họ không có cửa bom xe A. Ở Ram thì họ vừa chết mất một người. Con đường duy nhất của họ có thể di chuyển đó chính là đi ở khu vực A-Long. Những quả smoke cắt long đã bắt được ném ra rồi. Gravel cẩn thận úp thêm quả flat nữa. Lần này thì rất nhiều smoke trả ra gara và flat xa phế hoàn toàn rồi. Góc kê dị nào thì không thể nào khiến cho flat xa có thể có mạng trong pha thi đấu này. Và bây giờ thì quả nết khá khó chịu từ Zipback, cấu đi khoảng 30 máu của Green Z rồi. Roland đang cố gắng spam của smoke nhưng anh không phải là JW, không phải là Flusa. Trình độ spam smoke của Roland cần phải học thêm khoảng đôi ba năm nữa thì may ra mới học được flat xa. Một góc đứng rất đẹp đến từ Golden, mặc dù anh chỉ còn có 6 HP. Các bạn thấy rằng các thành viên Fnatic đang bắn rất khoa học. Người yếu được đẩy lên góc đứng mà rất ít khi bị check. Và đây là một round đấu mà có vẻ như các đại biên bên phía của team Atalit đang muốn đánh ngược về Ram. Golden có một mạng của Dupree, vẫn đang câu kéo thời gian, bắn trước lên từ Golden. Và đây là một cover tốt của Roland và hút đạn cực kỳ hay. Và giờ thì chúng ta chỉ còn lại 20 giây dành cho Claypool. 58 HP, có bom đến từ Claypool. À không, bom rơi ở trên Ram. 15 giây và bây giờ Claypool đang tìm được chết. Đây rồi, anh đã tìm được cho mình một chỗ nằm yên nghỉ rất đẹp. Tỷ số là 9-6 dành cho Fnatic, 17 frag của JW. Quay trở lại round đấu Piston, round đấu khá là quan trọng dành cho các anh viên Fnatic. Trước giờ thì Fnatic chưa bao giờ là một team bắn T-side tốt ở map thiếu lúc này. Nếu như họ ăn được round đấu Piston thì cửa thắng họ sẽ sáng hơn khá là nhiều. Hai quả smoke cắt A long bây giờ thì bắt đầu di chuyển xuống nhưng chỉ có hai người mà thôi. Một tiếng fake đến các anh viên Fnatic vẫn có ba người hậu lobby. Và giờ thì đấu súng rồi, bắn lôi từ Dupree. Nhưng giờ thì Dupree vả vào mồm Buren khi mà anh nhảy quá cao. Green Z đang móc vào. Và giờ Green Z tông thẳng lên bom sai A. Mang hit đổi được mấy đây? Vâng, mang hit chết chay rồi. Và giờ thì đang có những tiếng đấu súng ở ven. Flusa di chuyển rất khéo các bạn đã thấy. Flusa vừa rồi chịu áp lực từ cả A long lẫn khu vực ven. Nhưng anh vẫn làm được. Bom được đặt thành công và bây giờ sẽ qua một tiếng quang retake. Quả flash vừa rồi là rất chất lượng. Những góc đứng của Atalit trở lên xấu đi rất nhiều. Và dần dây đất lưu nằm xuống với Zipex. Nhưng đi vai hai mạng dành cho Flusa. Những tình huống bắn quá xuất sắc đến từ cái tên Flusa. Tuy nhiên thì Green Z tiếp tục vả mặt của Zipex rồi. Đổi được một đến từ Dupree nhưng thời gian là không còn. Và đặc biệt là anh không hề có kit với 4 HP. Xếp sống đến từ Dupree rồi. 16 dành cho thành viên của team Fnatic. Một pha tỏa sáng đến từ Flusa. Các bạn thấy vừa rồi một tiếng di chuyển có thể nói là quá hoàn hảo của Flusa. Bị ven lên hút đạn, bắn rất nhiều thì Flusa vẫn có thể né được và thậm chí bị cả Elon nhìn vào. Và di chuyển rất quái đến từ vị trí của Flusa, thay đổi cục diện. Sau đó thì Flusa thậm chí đẩy ngược lại mini, bắn hai cây mồ. Vâng, và không biết là anh Hải và các bạn đang xem kênh có để ý không, nhưng hôm nay thì Atalit họ để thua cả 4 Piston round từ map thiếu vừa pass cho đến map thiếu đơn lúc này rồi.
bán Pistol là khá tốt, không phải khá tốt mà rất xuất sắc đến từ bên phía của Fnatic rồi. Một round đấu của Fnatic có một round đấu mà Fnatic có tactic rất là dị. Hai người đi thông bi A long, sau đó thì hai người đấy lại phi thẳng xuống dưới, thông ngược lên Ven và đánh ngược lên Bossa A. Và đây là một tình huống mà JW được đội support đẩy thẳng lên của Bossa A, Bossa B rồi. Một mình JW đã xuống dưới Bossa B, và nếu như chúng thông ram nữa thì cái việc thì Vitalik lấy gì mà đỡ đây. Phía xa như thường lệ thì vẫn đang di chuyển ở khu vực A long, bắt đầu thông từ khu vực Toxic xuống với sự hỗ trợ của JW. Nhưng Divine đang có một góc kê scout khá là đẹp, và rồi thì hai quả smoke kín mid rồi. Divine sẽ làm gì đây? Divine không có nhiều tin. Divine đã nhìn thấy cái điều gì đó, nhưng Divine cũng lộ bắn yếu được Cream Z rồi. Cream Z không dám ra, và giờ Cream Z. Cream Z đang muốn làm điều gì đó, và đây xem đúng Cream Z phải câu giờ. Nhưng Cream Z lại lao ra bắn nhau đúng như một cái thói quen. Glavo thì ăn nấp ở trong bao say B rồi. Bây giờ Roland headshot zip back. Tiếp theo là sao đây? Glavo bỏ người. Có lộ hay không đây? Glavo lộ rồi, và Glavo bắn Lord Steel. Như vậy không phải, Glavo hạ cũng được Roland, nhưng ngay lập tức anh bị headshot bởi JW. Một pha đổi mạng ở tốc độ thì nói là quá cao đến từ JW, và bom sẽ là thành công. 3v3 và Dupree có nghĩ đến việc check góc của JW hay là thêm một góc kê dị nữa. Như vậy là check góc rồi, nhưng JW lại là người tay to hơn. Đây là một trận đấu mà Dupree đang thi đấu không đúng với phong độ của mình. Vào thắng thứ 12 đến rất gần, Volusa lại bắn vào mặt của Divine, và chỉ lại một mình Magis Boy mà thôi. 11-6 dành cho Fnatic chăng? Chắc chắn là như vậy rồi, Magis Boy không còn thời gian để xử lý nữa, và quyết định của anh sẽ là xếp lại cho mình khẩu súng cao cũng như là cái giáp 2 này. Fnatic họ đang tận dụng rất tốt cái việc thắng cho mình round đấu Pistol đầu tiên 11-6, và thậm chí rằng nó có khả năng sẽ là 12-6 luôn khi round sau Atalit họ lại yếu tiền. Round sau khả năng rất cao là Atalit họ sẽ bị eco full, và đây là một cơ hội dành cho các thành viên của team Fnatic có round thắng thứ 12. Một trận đấu đang diễn ra theo một kịch bản thì nó là quá khó đoán. Các bạn đều thấy rằng các thành viên bên phía của Fnatic đang đưa Atalit đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một cái lối chơi chậm, những tình huống hack não chính xác, những pha bắn láo khi cần thiết, và sau đó là đặc biệt là những tình huống tỏa sáng cá nhân. Đây là một trận đấu mà các cá nhân của Fnatic đang thi đấu trên cơ hoàn toàn các cá nhân bên phía của Team Astralis. Dần dần lưu lại xuống Ven một lần nữa rồi, vẫn như thường lệ mất 36 máu để ngồi ở dưới bom side B đến từ vị trí của Zep Lưu. Giờ thì làm một tiếng nhảy xuống, ở chòm đầu và Divine headshot được Fulusa, mặc dù Fulusa đã khá cẩn thận. Tiếp tục là một tiếng headshot nữa đến từ Divine. Các bạn thấy khẩu scout nó nguy hiểm thế nào đây? Divine vừa rồi bắn trượt một viên nhưng không sao cả, anh vẫn còn khá là khỏe, nhưng không hề biết rằng đối phương đã đi qua thùng đỏ. Golden có vẻ như nhìn thấy điều gì đó, và giờ thì Golden đổi được một mạng đưa về những 3v4. Divine là người có giáp nhưng Divine vừa rồi mắc sai lầm, và Golden thôi xong rồi. Golden vừa rồi đã mất tập trung. Vâng, JW ở dưới mà tại sao? Tại sao nhở? Vâng, tôi chưa hiểu là tại sao. Bây giờ thì Glavo bỏ vị trí và mang hit headshot Cream Z, như vậy là để thua vào đào Eco. Đây là một tiếng rất khó hiểu đến từ JW. JW ở dưới Ven mà sao vẫn Glavo lại ở Toxic nhở? À, ở Secret nhở? Anh cũng không hiểu. Có vẻ như JW tại sao không muốn thông ngược lên Secret. Một tiếng ứng thông ngược vừa rồi thì lý do là Golden không kê lại Secret, bởi vì đơn giản người nội của có anh JW. Đúng rồi, có JW ở dưới thì anh nghĩ rằng Secret lại có địch nữa. Một pha tham minh có thể nói là hơi tệ đến từ JW và khiến cho Golden phải nằm xuống. Thôi cô rồi, đó liệu có phải là cái round thi đấu bản lề để cho Atalit comeback một mạch ở Master Group hay không đây? Giờ thì đã có off từ trên Divine rồi, rất nhiều M4 và AK. Glavo lần này sẽ là người kê cụ A-Long, một góc kê cơ bản của tôi. Trong khi đó thì Fnatic họ dự đến 4 người A-Long, có phải như sẽ là một phi Secret rồi. Nhưng có cả Divine và Glavo ở đây thì phi vào Secret sẽ không phải điều dễ dàng. Smoke hở. Chúng ta cũng chờ xem có Vlad ném ra hay là nhảy qua. Vâng, chờ Vlad. Và đúng là một tình huống tạm bình chuẩn đến cái việc Fnatic phải có Vlad có thể đi qua được, khi mà của Smoke vừa rồi là không hề kín. Vẫn gài lại JW, nhưng quả smoke này của Dupree sẽ khiến cho các thành viên bên phía của Fnatic phải chậm lại ở dưới khu vực Secret này. Bây giờ thì JW solo em bắn yếu một người, đẩy ra luôn, hắn văng vào mặt của Glavo. JW đang bắn quá may, vừa rồi đi bài kê trước nhưng lại bị bắn yếu. Trong khi đó thì Flusa vẫn nằm xuống với Zipek. Đó là đúng bỏ ra một mình đến từ vị trí của Flusa, nhưng không thể thành công được. Bây giờ sẽ có đấu súng ở dưới bom CB, solo em không phải là sở trường của Dupree, khi mà anh đang đối đầu với tay năng trẻ Roland. JW vẫn đang giữ lại ở A-Long, và đây xem chúng muốn giành xuống B, và rồi Dupree hạ gục được Roland rồi. Trong đó JW cũng đã nằm xuống với Divine. 2v4 góc kia off là quá đẹp dành cho Divine. Mạng thứ hai đây rồi, mạng thứ ba dành cho Divine, một pha đục thủng cực kỳ chất lượng.
8-11 và Astralis sẽ comeback ở map yếu lúc này thôi. Round sau thì Fnatic đã yếu hoàn toàn tiền rồi. Các bạn thấy rằng một round để thua Eco thì nó là quá tai hại đến các thành viên của team Fnatic. Và giờ thì cơ hội comeback đang là quá lớn dành cho Astralis. Có thể thấy rằng là dù ở bất cứ thời điểm nào thì cái đi tên đi vai vẫn luôn làm điểm tựa vững chắc cho Astralis thôi. Với khẩu scout làm đôi mồm và vừa rồi thì là 3 mạng với khẩu LP, đi vai cứu về 2 round 8 cực kỳ quan trọng cho Astralis. 8-11 rồi và bây giờ hốt Eco đến từ Astralis mà thôi. Rất nhiều đất được trả ra và nó khiến cho Fnatic toàn thương binh liệt sĩ rồi. Dupreel đi vai có mạng, đi vai bắn chơi video thứ hai nhưng bây giờ thì đó đã đổi mạng rất nhanh từ Pro và Crimson. Cái quái quỷ xảy ra vậy và bây giờ thì Astralis mà giết bò kịp thời được một mạng, Zipback cũng vậy. Trước khi để cho câu chuyện đi quá xa và tôi lại cứ tưởng là Astralis để thua vào Eco. Astralis mà để thua vào Eco thì đó là một bất ngờ rất là lớn. Đặc biệt đây là round đấu mà các thành viên bên phía của team Fnatic gần như là Eco full. Có một khẩu đi gồ thôi và thậm chí là Astralis còn ném nết lấy lợi thế từ trước, ném yếu mình rất nhiều người. Phá cương skill đến từ anh viên team Astralis nhưng họ không ngờ rằng tay của đối phương lại to đến như vậy. Crimson với khẩu đi gồ đã bắn quá là tốt trong round đấu vừa rồi. Nhưng bắn đi gồ, em nhìn thấy ông Brolin cầm Glock bắn vào mặt của Dupree. Crimson cũng có hai mồm ngay sau đó nhưng bây giờ quay trở lại với round đấu full buy đầy đủ này. Bên phía của Fnatic rất nhiều AK và SG nhưng vừa dịch level đã bắt được Brolin ở khu vực Secret rồi. Một mạng rất sớm cho Astralis và đều đem để về lên người tiếp tục zip back. Bắt được Zip qua quả smoke này, lộ chân, đi vai hạ gục Golden và quá nhiều thế cho Astralis thời điểm hiện tại rồi. Bộ đôi và Flasha và Crimson sẽ phải làm gì đây? Những cuộc đối đầu không cân sức đã diễn ra ở cái map thi đấu núc vừa rồi. À nhầm, ở round thiếu này. Các bạn thấy nào là level sẽ đi đối đầu với Brolin, một con một player có thể nói là rất là quái, cực kỳ nhiều kinh nghiệm. Còn Brolin lại là một player quá là trẻ, đối đầu với nhau ở những quả smoke A-long. Tiếp tục thì Zipliu có một pha di chuyển khá là quái ở cạnh ven nhưng lại gặp ngay Zipek. Giờ thì sao đây, đi vai headshot Crimson rồi. Các thành viên bên phía của team Astralis đang hơn và Fnatic ở một điều, đó chính là họ biết chọn bạn mà chơi. Và chọn bạn mà chơi, chọn đúng đối thủ cần thiết. Đáng nhẽ là cái cuộc chiến ở A-Long anh nghĩ rằng có phải là Palusa đối đầu với cả Glevo thì nó mới cân tài cân sức. Nhưng vừa rồi thì không phải là Palusa mà lại là Brolin, một player trẻ. Brolin thì làm thế nào mà tìm được Glevo giữa những cái quả smoke như vậy. Trong cái đó thì Zayblue cũng có một tình huống di chuyển khá là quái nhưng anh lại gặp ngay Zipek. Vâng, bình thường tôi nhớ không nhầm là thằng Zip đây là thằng kênh Ram mà nhở? Đúng anh ơi. À không, Magis Boy mới là người kênh Ram. Zip thì là bắn linh hoạt. Hay là Zip nhở? Mazip bắn RAM anh. Mazip bắn RAM đúng rồi. Zip là người bắn theo kiểu backup à? Lâu rồi mình không xem những cái demo của các thành viên bên phía Astralis thì quên mất. Thế là đây là người ta gọi là biết chọn bạn mà chơi. Cứ lấy thằng mạnh nhất bên mình đánh với thằng yếu nhất bên đầu. Giống như kiểu cuộc đua ngựa ấy, em nhỉ? Đúng không? Cứ lấy thằng mạnh đánh thằng yếu. Sau đến lúc sau đó thì 5v2 lấy cả 5 thằng đánh 2 thằng. Lúc đấy thằng nào đánh quá chuẩn đấy, nhưng vừa rồi Flusa đối tượng có thể nói nguy hiểm nhất bị cô lập đây, bị bốn thằng quay và bắn là chết thôi. Đây sẽ là một round hack bài thì có cái điểm team Fnatic rất nhiều bom mìn như đánh bài gì đó rồi, có vẻ như phá cửa chăng, rớt thẳng khu vực blue door rồi. Đây chỉ là một fake thôi và vừa rồi thì chưa bắn nhau thì Flusa đã chỉ còn lại cho mình có 5 máu, có vẻ như ăn một con hết khá đau ở A-Long. Lần này Flusa quyết định chọn bạn mà chơi ra A-Long để đối đầu với Glevo. Thông phen rất nhanh đến cái điểm team Fnatic rồi. Đây cũng di chuyển xuống B, dưới B không có bất kỳ một ai cả nhưng Flusa cũng không thể thoát được vòng súng của Glevo. Một cuộc trốn tìm mà Glevo đã quá thông minh, tiếp tục headshot ở vị trí của Golden. Tiếp theo sau đây Zebu đổi được một mạng và sẽ nhặt được khẩu SG-53, một vũ khí rất nguy hiểm. Cơ hội là còn dành cho thành viên Fnatic khi họ vẫn có một người bài tờ trên bom xe A. Vâng, thành viên bài tờ đâu rồi? Và rồi là những thủ bắn không tốt đến từ Golden nhưng Crimson hạ gục được Glevo. Rất khó chịu, mạng thứ hai dành cho Zebu. Giờ thì Zebu triple kill cho Zebu rồi. Gỡ bom luôn ư, nhưng không thể được và đó là quả là kill của Zebu. Cái gì đã xảy ra vậy? Một trận đấu với Zebu đang bắn có thể nói là như lên thần luôn. Đứng một góc rất khó nhưng bắn toàn vào mặt của đối phương. Glevo đã đổi 2 round đấu vừa rồi nhưng Zebu đổi đến cho mình 4 mạng. Vâng, và đến thời điểm hiện tại thì Zebu đã có cho mình cái số frag là 24/14 rồi. Một con số quá ấn tượng, bỏ xa đi những đồng đội của anh khi mà chưa qua chạm vào 20 cả. Brolin cũng đang có cho mình là 16 frag, tuy nhiên so với Zebu rõ ràng là còn kém xa. Khủng khiếp đến từ Zebu. Trận đấu mà anh đang bắn quá bay. Golden mới chỉ có 9 frag thì bây giờ Zebu đã có đến 24 mạng. Không chỉ bắn kinh bên phía T-side mà các thành viên bên phía của mà Zebu còn bắn rất là
lại nghèo, không chỉ bắn kinh bên phía City mà lại còn bắn bên phía T-side rất là tờ đến từ James Liu. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ 23 của Master Group này. Round thi đấu lại là full bài đầy đủ từ cái team rồi. Lần này thì bên phía Fnatic Golden sẽ lập lời bắn off chứ không phải là cái tên Jeff Liu nữa. Có phải như bên phía T-side thì Golden sẽ là player chính. Nhưng bây giờ thì Prolon đã xuống được Secret rồi. Không tốn quá nhiều smoke ở khu A-Long thì đã cài được Prolon xuống đây. Nhưng bây giờ thì Clayvor nhảy nhót như một chú thỏ nằm xuống bờ Prolon. Và như là chưa biết rằng Prolon đã xuống. Đó là một tình huống mà Golden xuống A-Long mà không ném bất kỳ một quả smoke nào cả. Và vừa rồi thậm chí có một khẩu ọp kê trực diện ở khu vực A-Long mà không hiểu tại sao Golden phải di chuyển qua mà không để lộ thông tin. Clayvor đã bị đồng đội lừa. Nhưng đây là một khung cảnh rất là quen thuộc khi mà tôi bắn với cả đội Carter 500 vừa đốt. A-Long clear nhá, A-Long clear nhá. Vâng, và sau đó thì chúng ta để thấy rằng tự nhiên nhảy ra lại thấy thằng địch đứng chào. Tucker chào Kuka, hát Kuka ngay ở dưới Secret. Quá là bất ngờ. Bây giờ thì lợi thế người đang thuộc về cái điểm team Fnatic rồi. Lượng tiền mà Achilles đang còn là rất ít. Nếu thua kỳ round này thì họ sẽ gặp co. Giờ Lưu bị bắn yếu. Nhưng giờ thì cái điểm Fnatic đang muốn đánh ra khu A-Ram. A-Ram không có ai à? Như vậy A-Ram có hai người đang kẹp sẵn dành cho các anh viên review Achilles. Hơi khó để có thể đánh vào Ram round này. Và một quả smoke ném ra là chuẩn của Divine. Một quả smoke bật tường rất an toàn. Còn với Fulusa thì anh vẫn đang luẩn quẩn ở khu A-Long này. Brolin đang móc lên ngược lên khu A-Ram. Chúng ta cũng chờ xem. Golden headshot cho 3 Geese Boy. Và giờ đi Brolin sẽ nhìn thấy vị trí của Zip. Brolin nhìn thấy gì chưa? Zip đã đẩy ngược vào. Dupri đổi được cho mình hai mạng chiếc nằm xuống với Flusa. Brolin không nhìn thấy gì cả. Bom được đặt thành công. Và giờ đi Flusa tiếp tục vả mặt của Zip Bách vị trí chúng ta mình. Và kê góc có thể nói là cực kỳ chuẩn. Flusa bắn không khác gì có mắt ở sau lưng. Và bây giờ thì Divine nằm xuống với Brolin. Yếu tiền dành cho các thành viên bên phía của team Astralis rồi. Vâng, một tỷ số 2-0 đang được hiện ra trước mắt chúng ta trong cái kèo BO3 này. Có vẻ như vừa rồi là một tiếng bunny chăng? Hay là một tình huống gì đó? Tôi chưa nhìn thấy cái pha di chuyển. Vừa rồi tôi hơi mất tập trung một chút nên không nhìn thấy pha di chuyển của Golden. Không hình dung là Golden làm nào để xuống A-Long mà các thành viên bên phía của team Astralis không biết điều gì. Đây là một round full eco của Astralis rồi. Không nên để thua một round eco như này nữa. Cơ hội để cho Fnatic lên round thắng thứ 14. Có một người di chuyển A-Long duy nhất lần này là Brolin. James Liu nghe thấy rất nhiều, rất quái từ James Liu. Bỏ qua đối phương đi thẳng vào bom xe A luôn. Rất tay, các bạn thấy James Liu. Ui giời ơi. Đấy lại là một tình huống biết chọn bạn mà chơi em ạ. Bây giờ thì Brolin hạ không được Divine. Brolin lần này thì đã gặp đối thủ dễ hơn. Và đặc biệt là Divine đang không có súng to. Bây giờ thì Brolin hai mạng dành cho Brolin. Nhưng mà Clayvor chỉ cũng không SP thôi. Zip bắt được JW rồi, nhưng lộ vị trí và cơ hội sẽ là không còn dành cho Zip. Và tỷ số sẽ là 14-10 cho Fnatic. Các bạn thấy không? Chọn bạn mà chơi là một điều rất là quan trọng. Biết chọn đối thủ để đối đầu. Vừa rồi các bạn thấy Magic Smoy lộ rất nhiều tiếng. Còn JW rất là khoái. JW nghe rõ ràng là tính nhiên Magic Smoy nhảy quen. Thế là đi qua quả sở bốc luôn. Sau đó Magic Smoy nhảy lên lại không hiểu. Ơ? Sao có địch ở đây? Chúng mày canh mini kiểu gì đấy? Đấy. Thế là Magic Smoy sẽ bảo đấy. Cách mini kiểu gì để nó vào nó móc A rồi đến đây. Đấy, kiểu nó sẽ là như vậy. Vâng. Rất là quái, Magic Boy lại là một thanh niên bắn theo kiểu default cơ bản. Không phải là một player tố chất quái. Và vừa rồi thì gặp một thanh niên đó chính là James Liu. Pha lần sẽ móc thương hiệu của James Liu rồi. Và đây sẽ là một round full buy đến từ Astralis. Lượng bom của họ là hơi yếu. Divine bắn off không giáp và thậm chí là không hề có kit dành cho các anh viên bên phía của team Astralis. Brolin vừa rồi quyết định đi qua quả smoke luôn. Bây giờ Global sẽ lại đối đầu Brolin. Nhưng góc đứng bây giờ là lợi hơn dành cho Brolin. Một mạng dành cho Luffy. Đổi mạng rất tốt đến từ Golden. Mà hit hạ gục được Kusa. Bây giờ thì sao đây? Vâng sấy và như vậy là không thể có triple kill dành cho Golden. Pha di chuyển này của Brolin đã hết tác dụng. Và giờ thì Brolin hạ gục được Global. Khi mà nghe thấy đối phương thay đạn. Một tiếng thay đạn rất rõ ràng. Có thể làm được trong tiếng 1v2 này. Nhưng bom rơi là hơi khó rồi. Divine thì đang có off. Và Divine sẽ có một góc kê rất là đẹp. Một phút, thời gian còn lại là rất nhiều cho Brolin xử lý. Nhưng anh xử lý ra sao đây? Vẫn còn đó là 2 flash và 1 lửa. Tuy nhiên thì Astralis họ đã có những góc kê là cực kỳ đẹp trong bom xây rồi. Divine với một khẩu ọp gần như là không có hy vọng cho Brolin nữa. Và bây giờ chúng ta chờ đợi xem nào. Giữ một người trong cùng nhà vàng và một người trong side. Brolin vẫn đang check lại rất cẩn thận. Nhưng bây giờ thì Divine kết thúc ngay cái mạng sống của Brolin. Và cứu về một round thắng cực kỳ quan trọng dành cho Astralis 11-14 rồi. Có rất nhiều bom đến tuyệt Brolin, nhưng vấn đề là anh ấy không muốn mình bị lộ vị trí. Nếu như vừa rồi ném một nét một lửa vào trong sai, Brolin sẽ hạn chế được khá nhiều những cái góc kê trước. Tuy nhiên thì Brolin đã không quyết định làm như vậy.
sự quái của mọi người chờ đủ để đối đầu đến với hai player của Achilles. Các bạn thấy rằng muốn có thể clutch để cho những round đấu như vậy cần phải có một player có tố chất để phán đoán cực kỳ tốt để đưa ra những quyết định. Và vừa rồi thì Magus Boy nằm xuống rất sớm với ZW, có vẻ như là một tiếng đối súng ở khu vực cửa vàng, nhưng ZW như ngay lập tức thì Flusa bị S-shot bởi level rồi, vẫn chỉ là 4v4 thôi. Đó là một tiếng mà Flusa muốn bắn láo phi thẳng từ khu vực nóc từ trên núi xuống khu vực mini. Nhưng các thành viên bên phía của team Achilles đã cẩn trọng. Và giờ thì sao đây? Một pha bắn tốt đến từ Golden. Không thể tin được. Zip đứng lợi hơn, đẹp hơn rất nhiều. Bắn trước nhưng cuối cùng thì Golden lại là người chiến thắng. Nhưng bom CB có người và chúng ta cũng chờ xem. Di chuyển là rất nhanh đến từ Dupree. Và giờ Dupree đang góc đứng khá là đẹp. Không ai check vị trí này cả. Và giờ thì Dupree không được rồi. JW bất ngờ nhìn lại. 3-4-2 rồi, bom sẽ đặt thành công mà có vẻ như Achilles sẽ xếp súng thôi. Chuẩn bị sẽ là một cơn địa chấn trong trận đấu ngày hôm nay. Không một ai nghĩ rằng là Achilles sẽ thua cả. Và giờ thì mất tiền cầu gọc của Divine rồi. Một mình Glaivor và round sau thì Achilles yếu tiền. Quá là bất ngờ đây. Cái gì đang xảy ra với các thành viên bên phía của Achilles vậy? Những tưởng đây là một giải đấu mà họ sẽ dễ dàng vô địch khi mà cả NRG lẫn các thành viên bên phía của Liquid đều đã bị loại. Nhưng không, Achilles đang đứng trước 4 cái mắt voi dành cho Fnatic. Việc đầu tiên họ cần làm đó chính là cân bằng tỷ số 15 đều với tính trực tiếp. Label đang xếp lại một khẩu súng có thể nói là rất giá trị dành cho Achilles. Sau sau thì lượng tiền của thành viên về Achilles là quá yếu. Fnatic tiến vào chung kết. Ngày mai lượng khán giả sẽ đến xem sẽ là khá đông. Đã rất lâu rồi chúng ta mới thấy một cái tên Thụy Điển trong một trận đấu chung kết tại một giải đấu lớn. Cái quãng thời gian mà khi mà Flusa rời khỏi Fnatic là quãng thời gian Fnatic thi đấu rất là nát bét luôn. Kể cả ở những kỳ bây giờ họ thậm chí không qua được cái vòng loại để đi bán bây giờ. Nhưng Flusa comeback và câu chuyện đang thay đổi là quá nhiều. Một cái tên thôi thay đổi cả một đội hình. Còn với NIP thì dù có ai đến hay ai đi cũng chả khác gì nhau đâu. Chính ra thế, NIP họ cũng có một sự thành công nhất định ở giải đấu này khi ít ra là họ cũng thắng được núp trước Fnatic. Điều mà Achilles bây giờ còn chưa chắc đã làm được. Vâng, cổ động viên của Fnatic đang sướng lắm rồi. Nhảy múa ăn mừng cùng nhau luôn. Achilles họ vừa sử dụng cho mình quyền Tidal Timeout lần thứ 3 và không biết rằng như vậy có là đủ để kéo Achilles về với round thi đấu overtime hay không đây. Một round thi đấu bay rất chắp vá giữa Achilles. Họ có cho mình hai khẩu súng cao, một UB15 và một 5-7. Glaivor là người rất có cho mình khẩu súng to, đó là M4, nhưng lượng bom đang là rất khéo. Đến từ bên phía qua Achilles và lối đi nào cho họ đây? Khó thực sự rồi. Pha trả lửa rất là thông minh đến từ Glaivor. Một tiếng trả lửa khiến cho hai quả smoke bị hở một cái khe. Và Glaivor sẽ nhìn thấy chân của đối phương. Và các bạn thấy rằng Glaivor vừa nhìn thấy quả smoke bay lên trời là anh đã ném quả lửa ra luôn. Uầy, dây lưu đặt tâm. Các bạn thấy tiếng đặt tâm của dây lưu. Lại là một tiếng chọn bạn vào chơi rồi. Dây lưu đang đối đầu với Magus Boy. Đây rồi, một người mở cửa, nhưng dây lưu bắn lỗi skill. Vâng, các bạn thấy rằng Game Deal cũng biết địch ở đâu. Bảo Cream Z ra mở cửa, nhưng vấn đề lại là tay của Magus Boy to hơn trong cái góc đấu súng vừa rồi. Vứt ngay khẩu AK đi. Các thành viên Fnatic cần phải tận dụng cơ hội này nếu như để trận đấu trôi đi. Achilles có nhiều tiền hơn. Cái việc đánh thủng bom xe A hoặc bom xe B sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Đây là một round đấu mà Achilles rất yếu súng, yếu luôn cả bom. Duy nhất một mình Glaivor có kit. Git vẫn đang chọn cho mình góc cương skill. Đây là góc rất hợp với anh. Đây rồi, Flash không hề phù. Mạng thứ 3 dành cho Magus Boy. Roland đổi để cho mình một mạng của Divine. Nhưng mọi thứ đang là khá khó. Và có vẻ như Roland đoán được Glaivor ở đâu. Giạt ra bắn vào mặt luôn. Đúng là như vậy, các bạn thấy. Khi Roland biết địch ở đâu thì sẽ không cơ hội cho đối phương. Vẫn đó là triple kill trong Roland. Cái gì đang diễn ra vậy? Dupree đổi được một mạng nhưng vấn đề là Golden đang di chuyển rồi. Golden nhảy xuống ven. Thôi xong rồi, 11 máu cho cái giá nhảy xuống ven. Giờ thì các thành viên bên phía của team Achilles sẽ đuổi theo. Đặt bom kín là điều chắc chắn. Ôi, lại còn không đặt bom kín. Này này, không đặt bom kín. Zip có cho mình một pha di chuyển khá là hay. Căn thăm mình hợp lý đến từ Zip. Và nào thắng thứ 12 đã thuộc về các thành viên bên phía của Achilles. Tuy nhiên thì lượng tiền của Fnatic đang còn vẫn là khá nhiều. Các bạn thấy rằng tài năng trẻ Roland đang thi đấu thì nói là quá xuất sắc trong một cái vai trò khá là khó. Khi mà từ nãy giờ thì Roland luôn luôn là người đi A-Long một mình. Và vừa rồi Brian thông A-Long, bắn chết hai người, thậm chí bắn thêm một player nữa trong bóng CA. Rất là kinh.
Tuy nhiên thì chúng ta nói đi phải nói lại thì Magic Boy rõ ràng là khi mà bắn nhau không có quả smoke bắn thẳng mặt thì Magic Boy không ngán ai cả. Triple kill cho Magic Boy và thậm chí rằng còn vả được một viên UMP vào mồm của Prolon trước khi nằm xuống. Vẫn rất căng thẳng, chưa thể biết được ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Archelaus họ đang có một chút lợi thế khi mà họ đang là người bắn bên phía CD side. Tuy nhiên thì các thành viên bên phía của team Fnatic đang dẫn với tỷ số là 15-12 và có 3 cái mắt boy nữa. Chắc chắn đây sẽ là một round full buy của cả hai team. Lượng tiền mà Fnatic đang có đủ để họ có thể buy một cách bình thường. Thì nếu thua round này thì họ sẽ eco để cho round đấu thứ 14 có thể buy lên được. Vẫn là những kiểu di chuyển anh lo của mình đến từ Golden. Và đây là một cuộc thi nhau đụng đến từ hai player. Global debut bắn yếu rồi, của Golden thì có vẻ như vừa rồi đã ăn một quả nết. Vẫn di chuyển xuống đến từ Golden. Các bạn thấy Golden đang gây áp lực rất khó chịu khu A long này với sự support của những người đồng đội. Trong khi đó thì Flusa vẫn mặc định di chuyển ở cái vị trí nóc mini. Flusa Golden là bộ đôi liên tục bắn vào khu A long của các thành viên bên phía Astralis. Và một mình Divine thì vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn với bộ đôi này. Từ nãy giờ Divine và cả Global đã không thể làm chủ được cái khu vực A-Long. Và điều đó khiến cho các viên của team Astralis gặp rất nhiều khó khăn. Đây là một tiếng bắt bài đến từ Zipex khi mà JBLU liên tục với những tiếng nhảy van quá nhiều từ đầu trận đến giờ. Các bạn thấy rằng Zipex ngồi sẵn trong van chỉ chờ JBLU xuống thôi. Nhưng có vẻ như JBLU chán cái trò này rồi, anh muốn đổi sang trò khác. Các viên Fnatic đang muốn di chuyển về RAM và đây sẽ là điểm yếu của Astralis. Chỉ có một mình Global đứng ở RAM nhưng góc đứng Global đang hơi là khó đoán. Global sẽ làm gì đây? Khả năng rất cao là player đi đầu bên phía Fnatic sẽ không check góc này. Nhưng vấn đề là Global sẽ đổi được mấy mạng. Golden đang kê lại rồi. Chúng ta cũng chờ xem, bỏ vào và rồi bắn kinh quá. Liệu đây có phải là Golden mà tôi biết hay không? Vâng, Global bắn một viên vào đầu đối phương nhưng Golden cũng bắn một viên headshot luôn. Global không thể tin được với tình huống bỏ vào vừa rồi của Golden. Thậm chí thì cũng đặt tầm đầu tiên của Golden là không chính xác. Nhưng sau đó tôi không hiểu là cách nào để Golden có thể vả thẳng vào mặt của Global. Rồi Dupri đang solo A, bắn trước nhưng Flusa bị headshot rồi. Một mạng, hai mạng và chỉ có hai mạng cho Dupri thôi. Tower có người nhưng bom sẽ đặt thành công. Nhưng cũng sẽ là 2v3. Bây giờ thì đang làm đúng đặt bom rồi, lửa được ném ra là khá tốt. Bom được đặt chính xác. Và giờ thì Crimson sẽ làm gì đây? Góc đứng của anh Việt Fnatic đang là hơi xấu. Họ cần phải làm cái điều gì đó, đổi một vị trí chẳng nhưng Zip hạ gục được Roland. Và giờ thì Kim Z thì đã lộ vị trí từ trước rồi. Vâng, như vậy là Kim Z không có mạng và tỷ số là 13-15 dành cho các điểm team Astralis. Mặc dù là một chiến thắng cho Astralis nhưng thực sự tình huống đáng chú ý nhất đó là Golden. Một pha mà không hiểu vì gì mà Tâm đã đặt sai thì cuối cùng lại kéo vào mồm của Global, bắn ngay viên AK vào mồm Global. Đây là một trận đấu mà Golden bắn rất là điên. Vừa rồi là một tiếng di chuyển, tôi nghĩ là lỗi của Flusa. Flusa biết địch ở đâu và chạy vào bắn trước. Nhưng vấn đề là Flusa lại bị thanh niên trên tower bắn chết. Nếu như Flusa vừa rồi kê tower và để cho những người đồng đội di chuyển từ khu vực cửa ra bắn cái khu vực đó thì có lẽ là anh nghĩ rằng dễ hơn, kịch bản nó sẽ khác. Nhà vàng đi ra bắn ở vị trí đó thì có lẽ sẽ đổi được mạng và sau đó thì Flusa hoàn toàn có thể thoải mái kết thúc vị trí của Divine. Lại làm đúng nhảy men chăng? Vâng, nhưng lần này thì Divine đã bắt bài rồi, các bạn thấy JBLU không thể làm lại được cái trò cũ và các anh viên Fnatic sẽ gặp khó nếu như để thua round này. Lượng tiền họ đang là không nhiều, vừa đang bỏ. Vâng, do đi sao Global chỉ đổi được một mạng mà thôi. Vừa rồi Crimson đã không nhìn thấy. Global bắn rất là láo khi mà nhảy thẳng đến nóc thùng đỏ. Crimson là người đứng ở trên núi nhưng đã không nhìn rõ đối phương. Những cái gì đấy? Vâng, Astralis bất ngờ mất đi hai player với những đúng tò mò không cần thiết của mình. Và giờ thì lợi thế đang thuộc về Fnatic rồi. Zip cần phải di chuyển xuống bom say B. Những đạo đấu đang diễn ra quá là căng thẳng. Bom thì vẫn đang giữ ở khu vực Secret. Và các anh Việt và Tích vẫn đang di chuyển đến 3 người ở A-Long. Còn với Astralis, họ đang phải tách ra 1A và 1B. Đạo đấu Astralis không dám đập lô. Đang có những tiếng di chuyển lên đến vị trí của Zip rồi. Bỏ hoàn toàn khu vực bom say B. Đẩy ngược lại lobby. Không có ai ở B cả. Và nếu để đặt bom thành công, cơ hội sẽ là rất lớn để Fnatic kết thúc cái map thiếu thứ hai này. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bắt đầu di chuyển xuống B, vẫn đang check góc rất kỹ càng. Còn với các thành viên team Astralis, họ vẫn đang có một người ở RAM và một người trên bom xe A. Vâng, Zip đang căn thăm mình để di chuyển xuống B 30 giây rồi. Và rồi smoke bắt đầu ném ra, chúng ta cũng chờ xem có smoke đặt bom hay không đây. Hai quả smoke và lửa được trả ra. Bây giờ là đục sấy không chết. Vâng, như vậy là vẫn còn 6 máu cho Crimson. Còn với Golden, lag. Vâng, tôi đoán là Golden sẽ chết và bây giờ thì Golden đã đi rồi. 2v2 rất bất ngờ trong round đấu này. Crimson đang muốn tăng ra thêm một tiếng xoay nữa nhưng tôi em nghĩ rằng là đi nốt. Anh cũng nghĩ là đi. Đây là một tiếng đặt tâm sai rồi. Bom thì đang rơi.
một quả bom rơi có thể nói là hơi khó thì phải. Khó. Vâng, quả bom này Crimson cần phải đẩy ra, nhưng khả năng cao cái vị trí này là chết. Chết. Chết thế à. Nhưng lại không ra anh ạ. Đẩy đặt lùi, nhưng bây giờ thì mà dứt khoảng kết thúc được thành game khỏe máu là Flash Star và Crimson cũng đi nốt. Vâng. Như vậy là Fnatic đã để thua một round đấu 10-10. Một round đấu mà tôi đã nghĩ rằng Fnatic sẽ thắng, chỉ bởi vì các đội viên Fnatic vừa rồi họ bắn có thể nói là hơi vòng vèo. Đang từ một tầng 4-3 những Archelit quăng trước, quăng lập tối trước, đưa về 2-3, nhưng sau đó thì đến lượt Fnatic cũng toang. Vâng, và có vẻ như đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang đến rất gần vào thời điểm overtime rồi. Round sau thì Fnatic họ yếu tiền khi không đạt được C4 trong round thi đấu này. Lượng tiền hiện tại thì có vẻ như chỉ còn lại khoảng hơn 3.000 tiền trên người mỗi thành viên mà thôi. Vâng, pha nhảy đến từ Golden. Các bạn thấy rằng Golden vừa rồi thì nghĩ rằng là không có địch. Có lẽ là vừa rồi Golden phải ra để hỗ trợ đồng đội ném bom vào hai cái chỗ hốc, hai cái vị trí ở ram, hai cái cửa xuống, cửa từ ram xuống. Sau đó thì anh gặp khó. Tôi anh em chờ chút, tôi reset lại stream phát. Sao tự nhiên lại lag nhỉ? Xem cả trận có sao đâu, đúng không? Đúng. Lag này là lag do cái gì đây? Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với round thi đấu chính thức cuối cùng. Và bên phía Fnatic họ mất đi 2 player rồi, JW và Golden. Liệu rằng đội được mạng nào cũng đầy, như vậy là Golden nằm vào C4 rơi cùng Mini. Có vẻ như là overtime thật sự rồi. Quá khó trong phần 4-2 và C4 còn rơi. Dupree kết thúc Grim Z và một mình JW với một scout 1-4. Làm được thì tôi gọi JW là cụ. Nào cụ, làm đi cụ. Cụ sắp đi rồi và cụ đi chân lạnh toát đến từ JW. Một pha headshot với khẩu Deagle đến từ Divine. Quá cẩn thận, và chúng ta sẽ đến với loạt thi đấu overtime tại map thiếu đời lúc này. Rất hấp dẫn và căng thẳng trong một kèo thi đấu BO3. Map thi đấu mất những tưởng mà sẽ là một trận đấu dễ dàng cho các viên miền phía Archelit, nhưng họ phải rất chầy chật mới có thể kéo lên được OT. Tuy nhiên đến thời điểm tại thì Fnatic có vẻ như bắt đầu hết bài rồi. Những cái trò mèo của JW đã không còn sử dụng được nữa. Lần này thì Golden bắt được Magis Boy, lại một tiếng biết chọn bạn mà chơi, và ngay lập tức thì anh nằm xuống với Glaivor. Thích chơi với những quả smoke cùng Glaivor sẽ là một câu chuyện khó. Divine sẽ sơ lùi trong tiếng này. Đức Priya cũng được Golden rồi. Những bài vở của các viên Fnatic bây giờ thì gần như đã hết. Lusa vừa rồi đã bị hạ gục bởi các viên bởi Zipex và chỉ lại một mình Crimson mà thôi. Crimson liệu rằng có làm thêm mạng là không đấy? Không được rồi. Ừ, vài kia trực diện và headshot ngay từ vị trí Crimson. Quẩy rất nhiệt tình đến từ một nhúm của động viên của Archelit giữa một rừng khán giả của Thụy Điển. Bây giờ thì sẽ là một tình huống mà các thành viên bên phía của team Fnatic bị tâm lý. Bây giờ Fnatic chắc chắn sẽ bị tâm lý thôi. Các bạn thấy rằng Fnatic họ dẫn trước 15-11 và họ để bị comeback 5 round thông liên tiếp. Rất là khó khăn. Vẫn là full buy rồi, nhưng vấn đề là JW đã không còn nhảy ven như thường lệ nữa rồi. Vừa rồi thì Glaivor đã gục được Golden. Một pha đổi chỗ nhưng không thành công, và giờ đi Brolin. Vâng, bắn trượt đến từ Brolin nhưng nhảy làm sao được xuống đây. Cần có ít nhất một quả flash. Đây rồi. Ui dồi ôi, góc kê của Magis Boy. Thanh niên bắn tay rất là to, tất nhiên là không hề có cơ hội cho Brolin. Có một sự thay đổi nhưng các anh viên của team Fnatic nó vẫn không hiệu quả. Tất cả bài vở Fnatic thì họ đã xài hết. Tiếp tục làm từ bắn dễ dàng đến từ level. Trượt rồi. Ôi Flatsa, một Flatsa rất khác so với cả cái phần đầu của trận đấu này. Bắn rất bay thì bây giờ Flatsa được bắn đi vào lòng người. Rồi thì đến lượt JW cũng đang cố gắng dễ dụa trong vô vọng trước khi làm dùng về Dupree thôi. Flatsa tiếp tục là những vòng bắn không chết ai ở đây. Và có lẽ sẽ là 17-15 rồi, không có lẽ nữa mà chắc chắn rồi. Không thể làm gì hơn từ Flatsa từ ngoài khi đã lộ vị trí ở Gara. Các bạn thấy rằng thời điểm đầu trận đấu các thành viên Fnatic còn gây bất ngờ cho Archelit bởi một số bài vở. Nhưng mà sau đó khi mà họ bị bắt hết bài thì họ bắt đầu trở nên tù túng hơn. Và đặc biệt là ở cái tình huống 3-2 nó là một tình huống rất là lợi thế rồi. Khi mà các đội viên Archelit đã đoán sai vị trí, nhưng vấn đề là Fnatic họ thi đấu hơi rườm rà và để cho cả hai thành viên bên phía Archelit biết được điều đó, và cả hai người back up xuống kết liễu đội hình của Fnatic, khiến cho các đội viên Fnatic mất đi một tia máu rất quan trọng. Đây rồi, đây một trò mới, đó là trò đục, nhưng các đội viên Fnatic vẫn chưa thể pick được người. Lần này thì Archelit đang canh đến 2 ram,
Có họp được kề ra, James Liu vừa bắt được Magist Boy. Quả smoke là rất khó chịu và James Liu lại lừa Magist Boy rồi. Em có thể thấy không? Cái quả smoke dập lửa tưởng là kín nhưng mà nó lại hở. Vâng, lại thêm một trò nữa mà bây giờ khách Việt và Tích đang phải tận dụng kỹ năng cá nhân. Họ đang phải tận dụng kỹ năng cá nhân để pick người. Không còn bài vở gì quá hiệu quả, đó chỉ còn là những cái trick mà thôi. Kiểu xem Crimz biết đối phương mà Crimz bắn chết được Dupree. Mà thì muốn Dupree lộ tiếng trong pha nhảy xuống của mình. Các bạn thấy rằng khả năng nghe footstep của các pro player là tốt đến như nào. 5v3 Crimz có biết hay không? Như vậy Crimz không hề biết rằng Zip đã di chuyển sang vùng bên trái. Bây giờ thì cách Fnatic vẫn đang bận bội trong những tiếng bò trườn ở A-Long của mình. Divine đang góc kèo có thể nói là khá đẹp. Giờ Divine sẽ làm gì đây? Smoke bắt đầu ném ra nhưng hình như là hở. Và giờ Divine hạ cũng được Golden với quả smoke lỗi của chính Golden. 5v3 và giờ thì nó trở thành 3v3 rồi. Lusa sẽ làm điều gì đó chăng? Đã di chuyển được xuống Secret. Nhưng giờ thì có thông chốt vào ven lên bom xe A hay không? Đó mới là một trong số những tactic dị của Fnatic. Trong bom xe B thì đang có một player đang kê rất là chắc. Đó là vị trí của Zipex. Rất khó để có thể đặt bom ở khu bom xe B round này. 20 giây còn lại thôi. Một đích đánh chết là Fnatic. Còn bây giờ thì flash xa. Người Biter lại có mạng level rồi. Nhưng Zipex đổi mạng dép liều. C4 di chuyển ngược lên đây. Và Divine cần phải sinh tồn trong pha thi đấu này. Câu cả những tham tốt. Và bây giờ Divine nằm xuống và đặt bom thành công đến từ bên phía Fnatic rồi. Zipex Class Minister, liệu rằng có thêm một cú class nữa hay không? Rất khó dành cho Zipex bởi vì vừa rồi thì anh ấy đã lộ tiếng. Các bạn đã thấy rằng Zipex phải chạy, bắt buộc phải chạy và anh ấy đã lộ quá nhiều thông tin. Bây giờ thì Zip đang cố gắng nhưng có quá nhiều góc phải check trong bom xe A. Một người đứng ở hốc ven còn lại và Zip sẽ rất khó khi mà có một chúng kẹp chéo ra đến từ Flusa. Đây sẽ là một chúng kẹp chéo, Flusa nhìn cho Golden. Tỷ số là 16-17 dành cho các viên của team Fnatic. Rồi đồng phan hit bom nhưng Zip đã bị bất lợi hơn quá nhiều. Các bạn thấy rằng Zip vừa rồi phải chạy ở dưới. Tại vì nếu mà Zip nhảy lên cái lỗ ven ấy, thì sắp bị ở trên nó tử hình. Tử hình đấy, chắc là Zip không muốn bị tử hình nên là chọn cho mình con đường khác. Đó là đi tiêm thuốc độc đấy. Chạy Secret để tiêm thuốc độc. Nhưng vấn đề là tiêm thuốc độc nó chỉ làm cho người ta chết chậm hơn thôi, chứ nó cũng chết cả thôi. Không còn đường cho Zip back trong pha thi đấu vừa rồi. Và 17-16 cho Astralis, đây là một tỷ số mà cá nhân mình, một caster cũng đã trải qua khá nhiều OT, cảm thấy rằng là sắp có OT2. Chưa biết được, Astralis với việc họ có nhiều tiền như này, tôi nghĩ rằng họ có thể bắn tốt bên phía T-side. Bởi vì trận đấu này nếu như em nhìn thấy thì rõ ràng là Fnatic họ ăn đến 2 Ground Pistol mà cuối cùng họ vẫn không thể giành chiến thắng được. Bây giờ với việc mà không có 2 Ground Pistol đó thì chắc chắn là Linh Việt Fnatic sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Vâng. Rất nhiều lửa trả ra ở cả cục mini cũng như là cửa vàng rồi. Chỉ là những nhóm câu bom từ Astralis thôi. Bắt đầu smoke trả ra nhưng có vẻ như cũng chỉ để dọa dồ Fnatic. Chưa có những cái màn di chuyển từ Astralis tới điểm hiện tại. Vẫn hầu lại ở khu vực là rất đông và có bắt đầu những sự di chuyển vào cục lobby rồi. Nết trả vào từ phát xa bên phía của Astralis. Không cấu được một chút máu nào cả. Và tiếp tục sẽ là một cuộc tình huống bò trườn ở khu A-Long mà thôi. 4 A-Long, smoke gara, smoke mini được trả ra che mắt đối phương rồi. Và bên phía Astralis lựa chọn hướng di chuyển sẽ là gì đây? Zephyr vẫn đang là người giữ khu vực Secret với của M4. Như vậy thì ở lượt OT này thì Zephyr quyết định lên cho mình của M4 chứ không phải là AWP nữa. Một quyết định khá là bất ngờ, không biết rằng đây có phải là ý đồ của Fnatic hay không đây. Di chuyển rất đông người ở khu vực Secret đến từ cạnh biển bên phía của Astralis. Có vẻ như sẽ làm round đấu họ muốn đánh xuống bom site B. Đây là round đấu Fnatic họ chỉ để lại một mình Zephyr mà thôi. Lượng bom Zephyr cũng đang còn là rất ít. Và cái vị trí hiện tại Zephyr là một vị trí mà rất khó để có thể đổi được nhiều người. Lừa là ném ra và Zephyr bắt buộc phải bỏ vị trí thôi. Bây giờ thì cần có thêm người backup. Nhìn thấy đối phương rồi, mở cửa và lại đóng cửa đến từ Zephyr. Vô cùng khó chịu. Đang có những tiếng back xuống bom site B. Và vừa rồi là một tiếng cực skill. Có người đang bắn hỗ trợ ở Zephyr. Vị trí giữa đường, back về đến 3B. Và chúng ta cũng chờ xem. Golden đang bắn rất cục ở round này. Bây giờ thì Golden không được rồi. Một tiếng solo aim nhưng Golden đã không thể chiến thắng được đối phương. Nết được ném vào và sấy rất tốt đến từ Grimz. Một tiếng bắn trước, Zephyr vẫn chưa lộ. Bom đang rơi ở vị trí là hơi khó. Bây giờ thì cách biệt Fnatic đang trả bom rất nhiều. Họ không cho đối phương nhặt bom, thời gian đã còn là quá ít. Và giờ thì cách biệt bên phía của team Astralis đẩy lên. Bắn rồi, vâng, bom tiếp tục rơi. Không đủ ta và tỷ số sẽ là 17 đều dành cho Fnatic. Cái quả bom nó rơi có thể nói là hiểm quá em ạ. Mà không hiểu tại sao thanh niên cầm bom thì lại bị bắn chết. Còn những thanh niên còn lại thì không ai chết cả. Chết đúng không cầm bom mà còn chết lại rơi về phía Fnatic. Thời gian thì 11 giây, làm thế nào đây? Vâng, đã hay lại còn hên đến từ Fnatic trong round thi đấu vừa rồi. Và tỷ số thì lại thêm một lần nữa cân bằng ở Master lúc này. 17 đều vẫn không lên off cho bên phía của CitySide.
có vẻ những lựa chọn bắn toàn rifle nhà thật đang đến hiệu quả nhất định cho Fnatic rồi. Trong khi đó Atchali làm gì đây, vẫn là di chuyển vào lobby để đứng đầu thôi, nhưng lần này thì họ không quay di chuyển dây long cả, chính xác hơn thì chỉ để lại một mình Gravel là người kê long mà thôi. Vừa rồi các bạn thấy rằng JW lẩn rất kỹ, thăm mình cực kỳ tốt, và đặc biệt là anh có sự cover đến từ Golden và cả những người đồng đội. Không một ai nghĩ rằng JW là người canh ram cả, ai nghĩ là Golden mới là người canh ram. Và hạch não rất hay đến từ thành viên bên phía của team Fnatic, và đây sẽ lại là những quả smoke cut A long của Atlas. Nhưng lần này có vẻ như họ đang muốn chiếm A long sâu rồi, ba quả smoke cắt ngang của A long để có thể di chuyển thoải mái hơn. Flusa sẽ căn tham minh để refire. Đừng nói với tôi là Flusa lại một lần nữa có thể bắn chết một người nào đó trong những quả smoke này. Ba quả smoke này thì tầm spam có thể nói là khá hẹp. Đây là những quả smoke one way và mang his boy hạ gục được Flusa A long rồi. Có vẻ như là có một khe hở, lợi thế người đang thuộc về Atlas, và liệu có thêm một round OT nữa hay không đây. Một tỷ số 17-17 là một tỷ số mà tôi cũng nghi là nó rất dễ có OT2. Bây giờ dưới chân phát hiện ra và Brolin đã nhìn thấy địch. Brolin nhìn thấy chân đối phương trước và giờ thì Brolin một mạng rồi. Bắn yếu luôn vị trí của Claymore và bom đã rơi. Giờ thì Golden đang kê ở dưới. Bây giờ thì Golden, Golden headshot được vị trí của Zip. Quá là khó cho thành viên bên phía của team Astralis, và lửa đem ra. Golden có double kill trước khi đâm xuống cái quả bom lửa. Nhặt bom mử, nhặt này hở chân làm sao mà nhặt được. Bom đang rơi quá khó. Thời gian còn rất ít, đục khá tốt đến từ Divine, nhưng thời gian đang không hề ủng hộ Divine. Bây giờ thì cơ hội sẽ là không còn rồi với điều team Astralis nữa rồi. 7 giây và sẽ lập tức xếp súng chẳng. Lượng tiền vẫn là quá nhiều. Giết được Golden cũng chả để làm gì. Và tỷ số là 18-17 dành cho thành viên của team Fnatic. Vâng, có thể thấy rằng là ở giải đấu này thì cái luật cộng trưởng OT nó đã là 16.000 rồi chứ không phải là 10.000 nữa. Nên có thể bay một cách thoải mái đến từ cái team rồi. Thì đấu rất công hiến, không ngại những tình huống đi bắn nhau khoảng thời gian cuối. Các bạn thấy không, pha xử lý thì nói là cực kỳ tốt của Golden. Golden vừa rồi đứng một cái góc có thể nói là rất hẹp, một phạm vi rất là hẹp, vẫn có thể giết một ram và giết thêm một người chân lầu nữa. Cái việc thì Atlas rõ ràng họ bị bất ngờ. Ngày hôm nay Fnatic đang chứng minh được khả năng đó là di chuyển ở khoảng phạm vi hẹp là cực kỳ hay. Label hình như là muốn lao xuống ven, nhưng mà rõ ràng bây giờ thì Pelusa mới là người xuống ven bắn cương luôn. Và chúng ta cũng chờ xem Magis có một mạng rồi, nhưng giờ thì không ai check vị trí Pelusa, nhưng Pelusa chỉ đổi được một mạng thôi. Vẫn còn đó là Crimson và cả Golden. Đây là một chúng bắt bài đến các việc và Fnatic, họ bắt rất đông người xuống bom say B. Còn với các việc team Atalisa vẫn có một người bài tờ A long. Và bây giờ thì Divine đang móc ram, Divine sẽ nhìn thấy điều gì đó. Bây giờ Divine nhìn thấy rồi, và Divine hạ gục được Golden, nhưng không ai biết vị trí của Crimson đâu. Chắc chắn sẽ không biết Crimson. Và rồi sau đây Divine đối súng với cả Brolin. Ai là người chiến thắng? Tiếp tục là Divine. Và số đó là OT thứ hai trong map The Nook. Một kết cục rất chết chóc, 18 đều. Hôm qua thì Fnatic đã có một tình huống 34-32 trước Furia thì phải, mà không biết hôm nay họ có định phá kỷ lục luôn hay không đây. Astralis thời điểm gần đây thì cũng là một team rất khoái những đoạn thi đấu overtime. Vâng, một khi hai team này giao thoa với nhau thì chúng ta đang thấy một cái OT2 rồi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta đến với cả round thi đấu đầu tiên của loạt thi đấu overtime thứ hai. Lần này thì Fnatic họ đã quyết định lên off rồi, và người bắn off thì sẽ là cái tên Flatsa chứ không phải là JW nữa. Cuối cùng thì cũng chịu bắn off bên phía Cityside, và liệu rằng Flatsa có tỏa sáng để kết thúc được cái Master Duke này hay không, hay sẽ tiếp tục là những cái trận chiến vô không hồi kết đây. Divine bắt đầu vào vị trí smoke hook along rồi. Trong khi đó thì bên phía của các thành viên team Astralis đang giữ rất đông người ở khu vực T7, chưa có quá nhiều sự di chuyển, chỉ để cho một mình Magic Boy kê bê ram thôi, và cả bốn chiếc bạn đều đang giữ ở cục ti bay. Golden đang là những tình huống nết cũng như là spam qua quả smoke, nhưng nó vẫn chưa đạt được độ chính xác cần thiết. Magic Boy vẫn đang còn nguyên máu đầy. Gravel đang căn vết lửa cục secret rồi, rất nhiều smoke trả ra, và lại là những cái quả smoke cắt long quen thuộc đến từ Atalit thôi. Nhưng bây giờ thì smoke vẫn chưa nổ, và Gravel bây giờ mới chịu phi qua của thằng mình rất chuẩn xác đến từ cái tên Gravel, và có vẻ như anh sẽ an toàn phim secret được mà thôi. Bên phía của Fnatic, Crimson và Zeppelin bị cấu một chút máu rồi. Gravel có vẻ như cuối cùng cũng bị spam qua smoke, cấu đi khoảng 30 HP.
Tham chỉ còn lại đó là 47 giây thôi. Bên phía của Fnatic thì họ đã trả ra gần hết cái lượng bom rồi. Chỉ còn lại toàn những quả phát không hề có smoke cũng như lửa nữa. Ở khoảng sân cuối này, Astralis họ xét bài thì sẽ rất khó chống trả từ Fnatic. Lửa vào cục bom CA rồi nhưng có vẻ như sẽ là phi xuống B-Ram. Golden biết rồi và lập tức sủi về trong bom CB bắn vị trí an toàn hơn. Roland cover nhưng không được rồi. Cúng mạng cho Magic Boy, tiếp tục những level headshot reset và Sipak kết thúc phát xa cùng lúc đó. Ba player của Fnatic chết cùng nhau rồi. Và bây giờ thì Golden sẽ là kim lời chỉ của ai. Bỏ người thế giới. Một mạng nào hay không đây. Một vẫn chưa bắn đến từ Golden. Golden bỏ tất cả mọi thứ luôn. Bỏ lại cả thế giới rồi. Và đó cũng chỉ là một mạng cho Golden mà thôi. Quá cầu kỳ và cồng kềnh. Bắn sớm hơn đi thì có vẻ như sẽ còn hy vọng nhưng không được rồi. Rào thắng tiếp theo dành cho bên phía của Astralis. Và họ đang tạm thời lại người vươn lên dẫn trước. 19-18 dành cho thành viên team Astralis rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với round thi đấu tiếp theo của round thi đấu overtime thứ hai. Liệu rằng Astralis họ có thêm một round thắng nữa hay không đây? Vừa rồi thì đã là một round thi đấu rất xuất sắc nhưng bây giờ thì Zep Liu kết thúc mạng Magic Boy là rất nhanh chóng. Flasha lại bắt được level và Zep Liu có chuyên double kill. Có vẻ như Zep Liu là player thích hợp nhất để bắn off bên phía Fnatic rồi. Họ nên để cho Zep Liu sớm có off sớm hơn. 5v2 và bây giờ thì quá khó dành cho anh viên của team Astralis có thể làm một điều gì đó. Divine bắt đầu lộ vị trí và Green Z vừa rồi thì hạ gục được Zipex ở cùng cục lobby. Divine đang di chuyển những vị trí của anh đã lộ và Flusa đang một tiếng đấu trí với cả Divine. Đi qua nhau rồi và các bạn có thể thấy rằng là Flusa đã không thể đoán được Divine. Anh ấy chỉ biết được rằng Divine khu vực A-Long thôi. Divine đã bỏ vào quá gần và bây giờ làm tiếng bóc cả núi lẫn khu vực A-Long. Dấu chấm hết dành cho Divine, một số là 19 đều. Vâng, và lại thêm một lần nữa thì OT của chúng ta sẽ có một tỷ số 2-1 ở nửa đầu. Và không biết nửa sau nó có 2-1 tiếp hay không đây. Rất căng thẳng, có vẻ như cả hai team đều đang muốn được tiến vào vòng chung kết của DreamHack Mamo. Không ai muốn là người phải ra về cả. Giờ thì Fnatic, Roland sẽ là người bắn trong cục bóng xây. Cùng với đó là vị trí của Flasha K-Mini. Zep Liu sẽ giữ cục tower, định default đến từ Fnatic rồi. Đây là một round đấu mà các anh viên là team Astralis họ chưa chiếm hay lo nhanh từ thời điểm đầu. Họ rất là đông người trong lobby. Nhưng có lẽ là Fnatic, các anh viên là team Astralis họ sẽ phải quay về chiếm cục A-Long thôi. Nhưng còn Smoke cắt A-Long thì nó lại khá mới đến các anh viên bên phía của Astralis. Hai Smoke cắt A-Long. Nhưng liệu có di chuyển hay không? Đổi người căn vết khá là khó chịu. Đây rồi, 3 quả smoke, đây là bài 3 smoke cắt A-Long chứ không phải là 2 quả smoke cắt A-Long nữa. Góc đứng của Zep Liu có thể nhìn được thùng đỏ nhưng đây sẽ một góc đứng mà sẽ bị one way. Chúng ta hãy chờ xem cái level đang bò one way rồi. Và giờ thì Zep Liu nhìn thấy cái level trước. Tiếp theo sau đây, ngay lập tức phải trả giá. Tiếp tục thì Flusa nằm xuống bằng Magic Boy. Roland đổi được một mạng của Nukri, đưa về chúng 3v3. Một cuộc chiến thực sự A-Long. Và giờ thì các thành viên bên phía của team Astralis di chuyển xuống Toxic chăng? Vẫn gại lại một người ở gara, bom đang được giữ ở gara. Có vẻ như là Astralis muốn đánh ngược với bom xe A. Còn Fnatic thì đang bách đến hai người xuống B rồi. Đây sẽ là một tướng fake đến từ Magic Boy chăng? Cream Z đang chọn một góc cường skill. Phong cách bắn rất Cream Z và có thêm sự hỗ trợ của đồng đội. Và giờ Cream Z sẽ đối đầu với Magic Boy. Đấy rồi, bắn thẳng vào mặt của Magic Boy. Và tiếp tục thì Cream Z có thêm một mạng nữa trước khi nằm xuống với Zip Fake. Chỉ còn lại một mình Zip thôi. Zip khó có bạn thể đoán được rằng dưới bom xe B vẫn có người. Zip đang muốn di chuyển lên A. Nhưng trên bom xe A vẫn còn đó là Brolin. Chúng ta chờ xem Zip. Đối được súng rồi, 10 giây dành cho Zip. Và quả nét này sẽ là quả nét khá đau. Nét lỗi rồi, ô oh! Nét thẳng vào mặt mình, đặt bom luôn. Nhưng lửa đốt chết của đối phương. Tuy nhiên thì Golden nào không được Zip. Và đào thắng thứ 20 đã thuộc về các thành viên bên phía của team Fnatic. Vâng. Quả nét vừa rồi là nét của DK, là nét của Zip đấy em. Hình như nét địch anh ạ. Nét hai bên cùng nét nhau, hai bên cùng nét nhau mà. Nhưng quả nét của Zip anh nhìn là lỗi mà. Nhưng đúng cũng... rồi. Vừa rồi là quả nét mà của địch. Nhưng nét của Zip vừa rồi cũng lỗi. Một quả nét bật vào thành nảy ra ngoài. Còn nét của Golden vừa rồi lại là quả nét tốt hơn. Và vừa rồi thì mình đã nhìn không kịp tại vì mình chỉ kịp nhìn thấy quả nét của ông Zip ném ra lỗi. Nhưng mà mình cũng nghĩ lại thế làm sao có thể nó nảy về đến tận chỗ đấy nhỉ? Nảy chỗ đấy thì hơi vô lý. Vâng, và giờ thì các thành viên Fnatic đang tạm thời vượt lên dẫn trước với tỷ số là 20-19 rồi. Tuy nhiên thì bây giờ Astralis sẽ lại có lợi thế bắn lên phía City Side. Khả năng rất cao thì chúng ta sẽ đến với đoạn thi đấu overtime thứ 3 mà thôi. 20-19 và đây sẽ là round đấu mà chúng ta hãy cùng chờ xem. Zep Liu đang muốn first pick. Các bạn thấy rằng Zep Liu ngày hôm nay thì bắn ở khu vực cửa vàng này rất nhiều.
luôn luôn là người đối đầu với Magic Boy. Sau những round đấu mà không thể bắn nhau được, Diệp Lưu đã quyết định phải cầm off ra để pick Magic Boy. Bởi vì nếu đối skill trực diện thì Magic Boy vẫn là người có tay to hơn so với cả JW. Nhưng nếu về đội quái, tôi nghĩ là JW thừa sức để ăn được Magic Boy. Vâng, và giờ thì bên phía của Achalit giữ ba người bom sợi. Tuy nhiên đối phương thì cũng đang rất chậm rãi mà thôi. Thời gian vẫn còn là rất nhiều cho dành cho Fnatic. Dẹp Liu phát hiện ra một người rồi và Magic Boy không phải là đối thủ Dẹp Liu trong ngày chiều hôm nay. Chết đến N lần ở cái khu vực cửa vàng này rồi nhưng vẫn chưa chừa. Một tình huống mà các bạn để thấy rằng là Dẹp Liu rất quái. Anh biết rằng là Magic Boy tưởng nhá ở đâu mà cầm ngọc kê trước luôn. Bây giờ thì sao đây? Crimson bắn lỗi skill khi mà anh là người kê trước. Vẫn chỉ là 4v4 với tôi đang muốn đánh vào Ram. Lạt ném ra là khá nhiều nhưng góc kê off là quá đẹp đến từ Divine. Có sức cover của Zipback. Divine bị đẩy vào. Giờ thì Zipback, Zip như vậy là phút xa nằm rồi. Và tiếp tục là một mạng nữa dành cho Zip. Rào thắng thứ 20 đã chuẩn bị đến với gần với các đội viên của team Achalis. Bom rơi Ram và Bullen không thể làm được gì nhiều hơn. Chỉ có được cho mình một mạng. Tỷ số bây giờ là 20 đều. Và Achalis sẽ có cho mình hai round thi đấu liên tục. Ở bên phía CD Side, lợi thế tạm thời đang nghiêng về phía các thành viên của team Achalis. Tôi nghĩ đến một cái tỷ số là 22-20 cho Achalis trong match chiều này. Vâng, Zipback vừa so bóp vai, vậy đang hơi mỏi vai rồi. Nhưng tình huống cánh kẻo của anh gần 30 frag thì đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì nhìn lại Divine đã có đến gần 40 frag rồi cơ. Thực sự là phong độ quá tức đến từ Divine. Và bây giờ thì Magic Boy tiếp tục lại một cái chết trắng ở đây. Những Dupree đổi mạng là nhanh. Vẫn đang cân bằng về người rồi, Dupree đổi vị trí rồi. Zipback bị Zeldin vả mồm và dẫn thế về người dành cho Fnatic. Divine không kịp cứu đồng đội rồi. Tuy nhiên thì quả nết trả ra cũng đã cấu đi rất nhiều máu Zeldin, 4 HP còn lại. Nhưng bây giờ thì Zeldin vả mồm Divine, Frostside cũng kết thúc mạng level. Chỉ còn lại một mình Dupree thôi. Fnatic họ sẽ có cho mình một round thắng bên phía team Side là ít nhất. Và một round đấu siêu nhanh đến đường anh viên bên phía Fnatic. Sau round này thì lượng tiền của hai bên vẫn là quá nhiều. Những round đầu OT với 16.000 tiền như thế này. Và 21-20 có vẻ như đây là một cái kịch bản hơi quen thuộc thì phải. Không biết rằng là các anh viên bên phía Achalis có tiếp tục kéo trận đấu sang cái OT thứ 3 hay không. Nhà tôi chỉ biết là hôm nay tôi cũng khá mệt rồi. Hôm nay tôi stream 8 tiếng. Tôi lại làm thêm đôi trận nữa. Sau tí nữa thì ngày mai tôi lại cắt thêm khoảng 4 map PUBG nữa. Rất là căng thẳng. Ngày mai thì anh em nào muốn gặp mình thì có thể lên số 35 Trần Quý Kiên à. Thi đấu Cầu Giấy. Tại sự kiện đấu trường máy tính. Mai mình sẽ là khách mời giải đấu đó và cũng là caster luôn trong bộ môn PUBG. Sự kiện PUBG. Mình gọi sự kiện PUBG. Zipback lại khua dao, lại phải là súng hết đạn. Khua dao. Như là spam hết đạn, đừng rút dao chém. Vâng, 21-20 là tỷ số hiện tại. Achalis liệu rằng họ có kéo được chúng ta đến với OT3 cũng như là match thứ 3 không đây? Đang có những tình huống mà ngó nghiêng qua quả smoke này rồi. Grimzed vừa một viên M4 vào người, mất đi cho mình 24 HP nhưng nó cũng không quá quan trọng khi anh là một người chơi đang bắn off. Và đây là một round thi đấu Fnatic họ bắn đến 2 off bên phía T-side. Liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không đây? 2 off bên phía T-side không? Nó chỉ là một round đấu mà các đội viên Fnatic họ mua 2 off để foot pick. Grimzed cố gắng foot pick Ram đầu sau đó đổi sang của AK. Đây lại là một pha lẩn trốn nữa đến từ Gleyvor. Flash ném vào trang. Ui dồi ôi, một người nghe và một người ném nết. Báo hiệu của Gleyvor lại có quả smoke one way rồi. Rất khó chịu từ Gleyvor. Thành viên phía Fnatic không ai nghĩ rằng Gleyvor đây cả. JW không đoán ra rồi. Giờ lên Gleyvor vẫn chưa ngó hẳn ra. Bây giờ thì Gleyvor bắn vào mặt của JW. Biết Flusa luôn. Flusa nghe thấy rồi. Và đó là hai mạng cho Gleyvor. Tôi ngửi thấy cái mùi gì đó rất quen thuộc. Như vậy là Poland hạ gục được mang X-Boy ở dưới bom xanh B. Nhưng Zip đang di chuyển rất khó đoán. Một mạng cho Zip. Zip biết vị trí đối phương. Hai mạng dành cho Zip rồi. Thôi đây là một dấu chấm hết cho Fnatic trong round đấu này. Tỷ số là 21 đều. Linh ơi, ra. Hỗ trợ support. Support cái mai còn đi ấy. Vâng. Lần gần đây nhất mình được ngồi đua cát với anh Hải, đó là map thứ đời trên diễn ra giữa EV và Achalis. Nó cũng đã kết thúc ở loạt thi đấu Overtime thứ 5. Rõ ràng là mình với anh Hải cộng với nhau thì diễn ra những cái sản phẩm kết quả không ai mong muốn cả. Và không biết là hôm nay chúng ta sẽ đến với loạt OT thứ mấy đây, khi hiện tại đã là OT thứ 3 rồi. Thay tướng đổi vận. Và không biết rằng Trọng Linh có là một cái điểm sáng hy vọng của chúng ta không đây, để có thể chấm dứt được cái map thứ 2 này. Mà anh để ý thấy là các thành viên bên phía Achalis dạo gần đây rất là nhiều OT không? Đúng. Trong khi Fnatic ngày hôm qua thì cũng lập một cái gọi là kỷ lục với các thành viên bên phía Furia nữa.
Và bây giờ thì tỷ số đang là 21-21, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với loạt OT thứ 3 mà thôi. Astralis sẽ là người thi đấu bên phía Cityside trước, Divine có ốp rồi. Trong khi đó bên phía team Fnatic, Roland đang tăng lên rất nhanh cùng thùng đỏ. Divine vừa bắt đi được Cream ở Ram, lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía team Astralis. Glavo vẫn đang giữ lại rất khó chịu ở Secret mà thôi. Vì bây giờ Glavo có vẻ như đã phải lùi về. Chúng ta cùng chờ đợi xem nào Golden đấu súng xảy ra. Dupree đang là người yếu máu hơn. Golden vẫn đang rất lì lợm ở khu vực nhà vàng. Các thành viên bên phía team Fnatic nên nhớ rằng họ chỉ còn lại 4 player trong round thi đấu này. Và JW cũng vừa bị cầu yếu, chỉ còn cho mình 25 HP mà thôi. Tình huống đang là có lợi thế về người dành cho Astralis, và liệu rằng họ có tận dụng tốt điều này không đây? Cần phải chắt chiu từng round đấu một ở thời điểm hiện tại đến từ Astralis nếu như muốn kéo sang map thứ 3. Trong khi đó đối với Fnatic thì sao đây? Một thương binh mang tên JW và phần còn lại thì họ đang hầu ở khu vực lobby. Một người đã giữ ở khu vực A-Long, đó là vị trí của Prolan rồi, và bây giờ thì Golden đang back về nhặt bom. Sẽ đi đâu đến từ bên phía Fnatic trong round thi đấu này đây? 53 giây. Rồi Dupree đang bắt tiếng tò mò rồi. Để các tiêu hạ gục được Dupree, Golden kết thúc được Zip. Và tình huống lại được đưa trở về là 4-3 dành cho các thành viên bên phía team Fnatic. Astralis mất đi lợi thế hơn người rồi. Bây giờ thì họ đang là những người thiệt hơn. Level vẫn giữ lại dưới khu vực bom site B mà thôi. Roland cũng đang bắt đầu bò xuống. 33 giây. Mục tiêu của các thành viên bên phía team Fnatic sẽ là gì trong thiếu này đây? JW vẫn đang bò trườn lên. Magic Boy đang kê lại một màn rất dễ dàng dành cho vị trí của Magic Boy. Và bây giờ thì bên phía team Fnatic vẫn đang là những tình huống bò trườn. Tuy nhiên thì khẩu ốp của Divine vẫn đang giữ lại trong khu vực bom site A. Và quả C4 của Golden sẽ đi đâu? Roland bò xuống ven và kết thúc việc level rồi, nhưng Divine là không được Golden thành công. C4 đã rơi, khẩu ốc của Divine vẫn còn đây, và nó double kill dành cho kill Divine trước khi là người Fluxa. 6 giây, Fluxa chỉ còn 14 HP, và chúng ta hãy cùng đoán xem ai sẽ là người chiến thắng trong tiếng này. Magic 14 Boy. Máu mà thôi. Magic Boy sẽ làm được rồi, 73 máu cơ mà, và đúng là như vậy rồi. Fluxa cũng đã bắn yếu được Magic nhưng không thể làm được điều gì hơn. Vâng, và thời điểm hiện tại thì mình đoán là Divine cũng có phải có đến 40 mấy mạng rồi. 41 mạng mà như này còn thua nữa thì tôi cũng quỳ. Một số frag rất kinh khủng đến từ vị trí của Divine. Triple kill dành cho Divine ở trong round thi đấu vừa rồi. Fnatic thì họ cũng đã chiến thắng các thành viên bên phía team Astralis ở trong map thi đấu đầu tiên rồi. Astralis, map thi đấu này là map rất quan trọng. Bây giờ bên phía team Fnatic, team Z đang thi nhau đục ở khu vực nhà vàng. Thành viên bên phía team Fnatic sẽ làm gì đây? JW vừa hạ gục được Divine rồi, vác luôn ộp ra khu vực, vác luôn ộp ra khu vực cửa vàng luôn cho nó cẩn thận. Rất khó chịu đến từ cái tên JW. Divine đã phải nằm xuống. Và bên phía team Astralis họ lại gặp khó ở trong round thi đấu này rồi. Ộp của JW vẫn đang giữ lại khu vực cửa vàng mà thôi. Fnatic có vẻ như lại muốn đánh chậm ở trong round thi đấu này. Lợi thế về người dành cho Fnatic rồi. Tuy nhiên thì 4 city vẫn là cái gì đó rất đáng sợ dành cho bên phía của Fnatic mà thôi. Astralis, Magic Boy vẫn là góc kề quen thuộc. Tuy nhiên thì JW đã biết thừa cái điều này rồi, đang vác ọp kê ngược lại khu vực nhà vàng, nhưng không qua đẩy đến từ bên phía của Astralis cả. Họ đang bắn lùi rất sâu trong side. Green Z và Golden đang check lại cục ram, và có vẻ như đây sẽ là đầu một thông ram thôi. Zip back được chọn một góc cương skill, nhưng đây là một góc revolt và đối phương sẽ check thôi. Bây giờ thì lửa trả vào rồi, vẫn đó là tiếng có mạng đến từ cái tên Golden. Lợi thế về người là rất lớn cho Fnatic thời điểm hiện tại rồi. Dupree cố gắng nhưng quả lửa là quá khó chịu, và Dupree có vẻ như đang là một quyết định muốn đổi hướng di chuyển. Magic Boy, hy vọng cuối cùng trong bom CB đến từ team Astralis có mạng. Green Z thành công rồi, đưa trở về là 3-4. Level đây đang có một cái khe smoke rất đẹp để có thể kê đối phương. Fnatic một quả súng pro nữa có trả giá đây, một bạo trục level trước khi lại bởi vị trí Prolan. Magic Boy có thêm được một đoạn nữa trước khi đốt chết bởi JW. 1-2. Dupree trên tay là khẩu ọp hơi khó để clutch, nhưng không phải là không thể khi bom vẫn chưa đạt thành công dành cho bên phía Fnatic. Và bây giờ thì không đạt được bom đến từ Golden rồi, không thể tin được. 1-2, và liệu rằng Dupree có một cú clutch thành công không đây? Đặt bom kín đến từ vị trí Prolan rồi, nhưng Dupree đã đến gần, và Dupree kết thúc ngay lập tức đi vị trí Prolan và đem về round thắng thứ 23 cho Astralis. Và cuối cùng thì Divine và Glavo cũng như là tất cả những thành viên Watchit đã có thể nở những nụ cười thật tươi rồi. Một pha clutch 1-2 đến từ vị trí của Dupree. Vâng, vừa rồi thì bên phía team Fnatic họ để mở cái cửa đôi, sau đó họ đặt bom ngược về cửa đôi nhưng lại không có bất kỳ một IK cả. Thậm chí rằng cái player mà không đặt bom ấy, em nhìn thấy còn một quả lửa nữa cơ. Những cửa nhỏ họ cũng mở cơ em ơi. Họ mở cả hai cửa luôn, mặc dù lúc đấy anh thấy còn mười mấy giây cơ mà nó đóng một cái cửa lại thì sao không? Không. 23-21 dành cho Astralis. Hơi vội vàng đến từ bên phía team Fnatic, và liệu họ có phải trả giá cho cái map thi đấu này hay không đây? Fnatic lần này họ đang muốn thay đổi nhiệt độ trận đấu ư? Vậy thì chỉ là tình huống dọa đối phương ra đoạn đầu. Astralis trả ra rất nhiều lửa để không cho đối phương rớt rồi. Đến tận 4 quả lửa đã trả ra dành cho các thành viên bên phía team Astralis cho nó cẩn thận luôn. Fnatic cũng không phi ở trong round thi đấu này. Giờ thì Astralis Glavo cũng đã di chuyển được xuống khu vực ven. Có
Vậy những Glavo sẽ là người giữ lại đường A-Long dành cho các thành viên bên phía team Astralis. Fnatic đang muốn làm gì đây? Có vẻ như đang muốn bách về để set bài ra khu vực A-Long. 3 quả smoke sẽ được chia ra để cắt đôi khu vực A-Long đến với các thành viên bên phía team Fnatic. Nhìn liệu họ có muốn đẩy xuống bom side B không, nhưng JW và một tiền Magic Boy Mini rồi. Double kill dành cho JW. Điểm clear bom side A rất nhanh chóng và đó là triple kill đến từ vị trí của JW. Vâng, tỷ số có vẻ như sẽ là 22-23 trong loạt thi đấu này mà thôi. Và một cái tỷ số có lẽ là rất quen thuộc rồi. Bây giờ chúng ta vẫn còn đó là cái tên Zip. Zip vừa hàng ông điểm Brolin. Zip có vẻ như cũng đã biết JW đầu bắn dọa đối phương. Tiền một tiếng clutch của V3 rất là rất khó khăn. Và đó là qua đa kill dành cho vị trí của JW. Vâng, ở bên phía Astralis thì có Divine. Bên phía Fnatic thì lại có cái tên JW nữa. Tuyền nhìn cái tỷ số này thì không biết là có 24 đều hay không đây. Chắc sắp tới phải phong cho Astralis là ông tổ người OT mất. Trận nào còn đây cũng thế OT. Vâng, và giờ thì chúng ta sẽ điểm lại một vài cái highlight trong hàng tỷ cái highlight ở Master Duel này trước khi đến với cả loạt thi đấu Overtime thứ tư. Sắp đến Overtime thứ tư thôi chứ chưa đến, nhưng có vẻ như kiểu gì cũng sẽ đến thôi với cái phong thái hiện tại của hai team. Thực ra Astralis và Fnatic cũng là hai cái đối thủ khá là duyên nợ từ hồi xưa rồi, khi mà cái thời Astralis còn được biết về cái tên TSM và cái đội hình cũ của Kjun Bi với cả Kharigan. Thì cái thời đấy em nhớ là CSGO được chia ra là 3 thế lực: Astralis, Fnatic, thường là thời đấy là TSM thì luôn là một cái đối thủ rất kỵ giờ dành cho các thành viên bên phía team Fnatic. Nhưng bây giờ thời thế cũng thay đổi khá nhiều rồi. Vẫn là một trận thi đấu derby khu vực Bắc Âu cực kỳ đáng xem. Và chúng ta nhìn thấy rằng cái map thứ hai đang diễn ra là quá hấp dẫn. Vâng, và bây giờ thì bên phía Astralis vẫn sẽ lại vào những cái vị trí ném smoke A-Long thôi. Tuy nhiên thì sau khi smoke A-Long xong thì họ sẽ làm gì là điều chúng ta cần phải đoán. Liệu phải là phi thẳng xuống Secret hay không đây, khi đang có JW kèm khẩu ọp. Và với khẩu ọp trên tay này thì khu vực Secret sẽ được giữ rất chắc chắn cho Fnatic mà thôi. Bắt đầu ném 3 quả smoke cắt long đến từ Astralis rồi. Thêm cả những quả flash nữa vào JW. Cả quả lửa này thì chắc chắn sẽ phải lùi về và không thể giữ khu vực Secret trong tình huống này. Rupee thì vẫn sẽ là người kê lại ở khu vực nhà vàng mà thôi. Tuy nhiên thì Fnatic đây là một round thi đấu họ đang thiếu rất an toàn. Vâng, Astralis fake bài khu vực A-Long, họ sẽ tanh thẳng vào trong bom side A mà thôi. Nhưng Cream Z có một mạng rồi, double kill dành cho Dream. Thì chỉ Cream và triple kill đến từ Cream rồi. Cream vẫn chưa nằm xuống, những người đồng đội của anh là Brolin và Fusa đều đã bị kết thúc. Cream Z đang làm gì trong tiếng này đây? C4 vẫn đang rời, Zipback đã nhặt lại được quả bom này rồi. Cream Z đẩy vào và không có mạng thứ tư dành cho vị trí của Cream Z. Lợi thế người dành cho các thành viên bên phía team Fnatic đã mất. Nhưng Divine cũng chỉ còn lại 20 máu mà thôi, kề lại rất chi. Nhưng Golden kết thúc thì được Divine thành công. Một mình Zipback sẽ là người sống sót trong tiếng này. Lại là cái tên Zipback trong một tiếng Clutch rồi. Và liệu Clutch Minister có thể làm được hay không đây? Nhưng góc kế hoạch của JW có vẻ như đang là rất đẹp. Nhá rất dẻo đến từ vị trí Zipback, phát hiện ra JW rồi. Và có vẻ như anh cũng đoán nốt được vị trí Golden ở đầu, sẽ là đặt bom thành công thôi. Cơ hội Clutch cho Zipback đang hơi mong manh, tuy nhiên nó không phải là không thể. Và bây giờ thì Zipback không còn nhiều phạm vi di chuyển nữa rồi. Nhưng mà Zipback bắn yếu được JW. Và bây giờ thì Golden vả ngay vào mồm của Zipback, không thể phát thành công được rồi. 23 đều dành cho thành viên của Fnatic. 23 đều. Tỷ số lại được cân bằng một lần nữa. Vâng, và rất cảm ơn hơn 3.000 anh em đang cùng chúng tôi đồng hành với trận thi đấu này. Fnatic và Astralis, một trận thi đấu cực kỳ thể lực. 23 đều rồi. Không biết là Astralis có kéo được về cái map thi đấu thứ 3 hay không đây. Số vẫn đang là cân bằng. Vâng, có vẻ như Astralis họ chưa chắc kéo được về map 3, họ cứ kéo về OT3 đã cho cẩn thận, sau đó kéo về thêm OT4. Nào, chúng ta cùng chờ đợi xem. Chỉ còn 2 round thi đấu nữa thôi, chúng ta sẽ biết rằng là sang map 3 Astralis về nhà hay là OT4. Có 3 cái hướng đi ở trong cái tình huống này. Không biết rằng Astralis sẽ đi hướng nào đây. Vâng, các thành viên bên phía team Astralis đang giữ lại khá đông người bên ngoài khu A-Long rồi. Trong round thi đấu này thì Astralis sẽ không có bất kỳ một khẩu AWP nào cả. Còn đối với các thành viên bên phía team Fnatic, JW vẫn sẽ là người giữ ốp lại ở khu vực Secret mà thôi. Các thành viên bên phía team Astralis vẫn đang giữ ở bên ngoài khu vực A-Long là khá đông. Và giờ thì bắt đầu set bài khu vực A-Long sâu rồi. Fnatic, JW vẫn đang nhìn ngó lại một vùng đỏ, và có vẻ như JW cũng biết rằng đối phương không có ở đây. JW vẫn thậm chí chấp nhận dẫn lửa để có thể lấy thêm thông tin cho những người đồng đội của mình luôn. Và Fnatic biết rằng
ở khu vực A-Long bên ngoài không có ai rồi khi JW đã đẩy được lên. CreamZ spam qua Smoke yếu đi được vị trí của Zip, vẫn đang căn tâm mình để spam. Còn một quả lửa đến từ vị trí CreamZ nữa. Atrix đang giữ rất đông người ở bên ngoài khu vực cửa vàng. Và bây giờ thì bắt đầu có lửa được trả vào rồi. CreamZ cần phải nấp. Rồi lần có mạng của Magic Boy. Lợi thế người dành cho các thành viên bên phía team Fnatic. CreamZ làm gì trong tình huống này đây? Vẫn đang quẩy bom sai rất dẻo với những sự hỗ trợ của những người đồng đội của mình. Flasha cũng điểm Zip rồi. CreamZ đổi một mạng. Golden bị nắm xuống bởi Divine. Nhưng lợi thế người đang là quá lớn dành cho các thành viên bên phía team Fnatic. Được label cũng chỉ đổi được một mà thôi. Divine sống sót cuối cùng. 30 giây. C4 đã rơi và đối phương đang ở tứ phía. Nhưng CreamZ cũng chỉ còn lại cho mình 13 máu, bắn lôi từ vị trí CreamZ nhưng Pro lên đổi mạng là quá nhanh chóng. Match point lại thuộc về các thành viên bên phía team Fnatic rồi. Và liệu rằng Fnatic họ có tận dụng tốt cái Smash Boy này không đây? Tuy nhiên thì với cái việc luật cộng 16.000 tiền được áp dụng ở giải thi đấu này với loạt thi đấu overtime thì tiền không còn là vấn đề nữa. Atlas vẫn sẽ bay cực kỳ thoải mái round đấu cuối cùng này mà thôi. Round đấu chưa chắc là cuối cùng này thôi. Liệu một đoạn thi đấu họ sẽ tiếp tục với cuộc đời Tính. Nếu như họ chiến thắng 2-0 các thành viên bên phía Atlantic ngày hôm nay, nó sẽ là một kết quả rất bất ngờ. Nhưng thực sự là càng vào sâu các thành viên bên phía Atlantic càng bắn hay. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem. Golden lần này sẽ là người giữ ở khu vực Ram rồi. Trong khi đó JW vẫn sẽ là người giữ khu vực Amsai B với khẩu AWP của mình mà thôi. Divine vừa hạ gục đi được Flasha ở bên ngoài khu vực locker room. Và các thành viên bên phía team Astralis có lợi thế rồi. Golden đã phát hiện ra vị trí Magic Boy trong đây. Golden bắn lôi được từ Magic Boy. Rowland cũng hạ gục đi được Divine thành công. Lợi thế người dành cho các thành viên bên phía team Fnatic. Astralis, Gravel đã được gài lại khu vực Secret rồi. Zipex và Dupree cùng nhau di chuyển ở lobby. Và các thành viên bên phía team Astralis sẽ làm gì trong tiếng này đây? Liệu Gravel có thể bò trườn để khai thông thế bế tắc dành cho Astralis hay không? Và có vẻ như các thành viên bên phía Astralis đang muốn xuống bom xe B rồi. Và nên nhớ rằng Golden cũng chỉ còn cho mình 6 máu. Tuy nhiên góc kế trước của Golden đang là rất khó đoán. Và nếu Astralis không cẩn thận thì phải dụng thêm một người ở đây mà thôi. Chúng ta chờ xem nào. Golden cần phải có một mạng trong tình huống để kết thúc cái map Theodonook. Nào Golden cố lên một mạng bắn ai được. Nhưng Golden thì không biết rằng đã có người bò qua bên kia, đó chính là tên Zipback. Và giờ thì Zipback sẽ đi đâu đây? Bò chân lầu bắt được Prolan thì sẽ là một cái gì đó rất nguy hiểm cho Fnatic. Golden đang kề cả hai đường và Golden kết thúc được bằng Dupree xe 4 giây. Nhưng Zipback đổi bạn Golden thành công. Tình huống đưa trở về là 2v3. Thời gian đã rất cận kề rồi nhưng trong bom CB vẫn còn một người, đó chính là cái tên Zepliu. Một player cực kỳ nguy hiểm bên phía của Fnatic. Và giờ thì Zepliu sẽ làm gì đây? Góc kề đang là cực kỳ đẹp. Zepliu vào ăn trượt một viên off rồi. Không sao cả, cứ lùi về bắn retake cũng được. Và Zepliu có bảng level rồi. Tạm biệt Atlantis mà tôi. Zipback cũng nằm xuống trong tay của Zepliu. Qua xuất sắc đến từ phần chính của Fnatic. 25-23 dành cho các thành viên bên phía team Fnatic. Và vậy là Fnatic, đội chủ nhà, sẽ tiến thẳng vào trận chung kết của giải thi đấu Dreamhack Master Malmo. Một kết quả quá xứng đáng dành cho các thành viên bên phía team Fnatic. Ngày thi đấu cực kỳ bay đến từ JW rồi. Vừa rồi JW cũng phải có đến cho mình có lẽ là gần 45 hợp frag. Thật sự là quá tởm đến từ cái tên JW. Chính xác thì đó là 44 frag đến từ cái tên JW. Vâng, và vừa rồi chúng ta được chứng kiến cái kèo thi đấu BO3 diễn ra giữa Astralis và Fnatic với một kết quả cực kỳ bất ngờ. Đó là 2-0 dành cho Fnatic. Và có lẽ là phần bình luận của bọn mình ngày hôm nay sẽ là tạm dừng ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn vào trận chung kết ngày mai. Hứa hẹn sẽ là Fnatic và có thể là Na'Vi. Hoặc không. Có thể là Vitality. Vâng.